này. Bà này đã thành phố thanh lịch cho bà cái thứ mét dành cho bà cái thứ mét. Còn bà này ở em chào các chị nha, các chị ơi, bà chia sẻ bài cho em đi ạ. Cả nhà bà chia sẻ bài cho em nha. Hello các chị nha, chào Phương Thu nha, chào chị Mai Dương ạ. Cả nhà chia sẻ bài giúp em với nhá. Cả nhà chia sẻ bài giúp em để em bán áo những mức trong nha các chị này. Hàng mới về luôn các chị ạ, hàng mới về luôn nha. 150k hai cái, đợi em chút em ghim giá cho mọi người nha. Em ghim giá cho các chị nha. Các chị ơi chia sẻ bài hộ em với ạ. Chào chị Hợi ạ, em chào các chị luôn nha. Đợi em chút để em ghim giá cho các chị nha. Áo cũng mới về hàng luôn, đẹp lắm các chị ạ. Đẹp lắm ấy, 150k hai cái nha. Mình tắt tắt đi máy đi thì nào, bạn chậm thế, tắt wifi đi, tắt wifi ai tắt không thể phát video vào lúc này, anh xem lại là chị ơi, mọi người chia sẻ bài hộ em đi ạ. Để em bán lên khoảng 30 phút thôi nhá, bán áo những cho các chị nhá. Cả nhà vào chia sẻ bài đi ạ. Hello các tình yêu của em, mọi người đâu hết rồi ạ? Cả nhà vào chia sẻ bài với em nha. Cả nhà vào chia sẻ bài giúp em với ạ. Mỗi người cho em một chia sẻ đi. Áo này mới về hàng luôn nha các chị nha. Mới về hàng luôn ạ. Combo 2 cái 150k, 150k 2 cái. Em chào chị Thủy nha. Chào chị Thủy ạ. Đây cái này cũng xinh lắm này các chị ạ. Bên ngoài của nó là màu vàng nhá. Màu vàng ánh kim nhá các chị nhá. Màu vàng ánh kim ạ. Còn cái này là màu đen nền đen ánh kim nhá. 150k hai cái. Các chị yêu vào chia sẻ. Các chị vào chia sẻ của em đi ạ. Mỗi người cho em xin một chia sẻ đi. Chỉ bán combo hai cái nhá các chị nhá, không bán một cái nhá. Hello mọi người. Chào tất cả các chị luôn ạ. Máy này 2% pin. Hàng mới mà Xuân, chị Thanh ơi, chị Xuân ơi. Nhà em hàng mới nhá, không có hàng si đâu, hàng mới luôn. Combo 2 cái 150k hai chị yêu ạ.
thun thun co giãn mặc rất là thích luôn. Ai có mặc, ai có thể mặc vừa nhá chị nhá. 60 cân đổ lại mặc đẹp luôn nha. Đây ạ. Các chị có thể mặc trong này, mặc cùng chân váy, mặc cùng quần như em cũng được ạ. Mặc cùng quần như em cũng được nhá. Mặc thích lắm các chị ạ. Co giãn thoải mái luôn ạ. Hàng mới đấy chị ạ, không có hàng si đâu nhé. Em không bán hàng si đâu ạ. 60, 65, 60, 62 cân trở lại mặc vừa hết nhá các tình yêu nhá. Nó là thun dài tay ạ, thun dài tay nha các chị nhá. Đấy. Ai lấy cái gì chốt hộ em màu không, chốt em số điện thoại thôi. Tại vì em bán combo hai cái 150.000 hai cái áo như em cầm đây ạ. 150.000 hai cái nhá các tình yêu nhá. Có len, em có len nhá chị Tâm Anh ơi, có len nhưng mà lát nữa em lên len cho các chị nhá. Bây giờ em lên áo này ạ. Bây giờ em lên áo này này, thun đẹp lắm này các chị này. Màu be nhá, vàng be nhá các chị yêu nhá. Đây ạ. Đây, áo thun này. Em mặc cái trắng đi chị xem. Chị yêu ơi, em giơ này cho chị xem nhá. Tại vì nó form dáng của nó giống nhau mà chị. Form dáng của nó giống nhau ấy. Bây giờ em thay ra thay lại em ngại quá. Đây này, em bướm thử cho chị Hội xem này. Đây ạ. Combo hai cái nhá chị nhá. Combo hai cái này. Ai lấy thì cho em xin số điện thoại số điện thoại thôi ạ. Mua đi chị yêu ơi, mua đi. Đẹp lắm, đẹp lâu lâu. Dạng cái này đã nhá các chị nhá. Mờ quá. Rồi, ok. 60-62 cân đổ lại các chị mặc thoải mái luôn. Em đứng dơ sát này cho các chị xem này. Đường ánh kim của nó rất là đẹp luôn. Chị Thủy ơi, chị không bán một cái đâu. Em mua hai cái đi. Hai cái là 150k hai cái nhá em yêu nhá. Không bán một cái đâu. Trời ơi, hai cái có 150k thôi. Ship 25k nhá. Ship 25k nhá các tình yêu nhá. Hai màu, một màu sáng và một màu tối. Một màu sáng và một màu tối. Cái này các chị có thể mặc trong hoặc mặc với chân váy quần sóc đều đẹp nhá. Đây ạ. Tình yêu nào lấy cái nào thì chốt của em nhá. Đây là màu kim này, vàng kim này các chị này. Vàng kim nhá. Đẹp lắm chị ạ, đẹp lắm. Đây này. Các chị thấy chưa? Nó là lò hàng lót hai lớp nhá các chị nhá. Lót hai lớp nhá. Thủy lấy hai cái cho chị số điện thoại đi. Một cái làm gì em, đằng nào chẳng mua hai cái luôn đi. Đây này em này. Nó đẹp lắm. Cái này đẹp lắm, mặc chân váy sơ vi nặng đẹp đấy nhá. Đây là chị đang mặc với một cái quần ở nhà. Chị đang mặc với một cái quần ở nhà thôi. Các chị yêu cho em xin mỗi người một chia sẻ đi nhá. Cho em mỗi người một chia sẻ luôn. Cái này các chị có thể giặt máy giặt thoải mái. Nó là thun co giãn mà nên là ai cũng mặc vừa luôn ạ. Đây ạ, các chị thấy chưa? Đây, co giãn thoải mái luôn nhá. 40 cân đến tận 60 mấy cân luôn đấy các chị ạ. Nó là cổ 3 phân nhá. Hôm trước là hàng cổ tròn, hôm nay về là hàng cổ 3 phân nhá. Mặc cổ này thời tiết này rất hợp lý nha các chị này. Ở nhà chia sẻ bài hộ em cho chị mình chị. Vừa về có được khoảng ít thôi, có ít thôi nên là tình yêu nào mà lấy thì đặt luôn cho em nhá. Số lượng có ít thôi. Hết là hết luôn, kiểu này khác kiểu hôm qua nhá. Hôm qua là áo kiểu khác đấy các chị yêu ạ. Hôm qua không phải áo này đâu ạ. Áo này hôm nay mới tinh luôn, mới về chiều nay luôn ạ. Mắt từ chiều cũng có cái con gì cộ cộ. Mới nhỏ. Chị á, chị có 45 kg thôi nhưng mà cái này ai mắc vừa mà Thảo ơi, cái này ai có thể mặc vừa luôn đấy. Đây này, nó rất là đẹp luôn. Nó rất là đẹp luôn. 60-50 kg mặc thoải mái mà em thấy nó là thun mà. Thảo nhá, nó là thun co giãn mặc thoải mái luôn, em thấy không? Thun co giãn mặc thoải mái luôn. 60 kg trở lại mặc thoải mái luôn nha em nhá. Ai có thể mặc được luôn, không lo là bị chật đâu. Không lo bị chật đâu em ơi. Đấy. Nếu mà lấy ok thì cho chị số điện thoại nhá. Cho chị số điện thoại. Nó là thun mặc trong mà. Thun mặc trong nhưng bên trong nó lót một lớp mịn lắm này. Bên trong lót một lớp rất là mịn luôn. Các chị không lo bị dặm luôn nhá. Riêng áo này không lo bị dặm luôn. Nó mỏng thôi. Nó là thun thôi nhưng nó rất là ấm luôn ấy. Rất là ấm luôn. Cái màu em đang mặc trên người cũng đẹp này. Một màu sáng và một màu đậm nhá. Chị yêu nào lấy thì chốt cho em xin số điện thoại nhá. Combo hai cái nhá. Combo hai cái nhá các tình yêu nhá. Hai cái áo thun mặc trong chỉ có 150k thôi ạ. Tính ra có 75k một cái thôi, quá là rẻ luôn. Các tình yêu vào chọn đi ạ. Bao đẹp cho các chị luôn nhá. Bao đẹp cho các chị luôn. Riêng áo này thì ai cũng vừa, không lo là sợ bị chật đâu em ơi. 60 kg mặc được mà. Thun đẹp luôn nhá. Đấy.
mặc cùng chân váy này, mặc cùng quần cốt tông này, quần gì cũng được. Bên ngoài các chị có thể khoác áo khoác cho em nha, bên ngoài khoác áo khoác được nha. Ai lấy cho em màu của điện thoại nha, màu của điện thoại nhiều ơi. Áo chị đang mặc con mà Trần Thị Cẩm Nhung ơi, áo chị đang mặc vừa về hàng luôn, chị bán combo hai cái. Hai cái là 150k em yêu nhá. Hai cái luôn. Một vàng này, một vàng này và một cái màu chị đang mặc đây này là 150k hai cái. Để em phát tặng cái áo ra lên cho các chị xem nhá. Phát tặng lên cho các chị xem là để mình khi nào hết. Không, em không bán một cái đâu Cẩm Nhung ơi. Em bán combo hai cái nhá. Hai cái là 150k cộng ship 25k chị ạ. Không bán một cái đâu ạ. Chị lấy hai cái đi chị ơi, hai cái nó khác nhau mà, nó có giống nhau đâu ạ. Em mặc thử cái áo phát ra lên cho các chị biết là cái áo này mình có thể mix được với các tất cả các áo phát luôn này. Chị Nhung lấy đi, lấy cho em xin số điện thoại nhá. Mặc đẹp lắm, ai cũng có thể mặc vừa luôn chị ạ. Vì nó là áo thun mà. Nó là áo thun nên ai mặc được luôn nhá. Đấy. Mặc bên trong áo khoác như thế này, các chị thấy không? Mặc bên trong áo khoác như thế này nhá. Ai lấy thì ok cho em xin số điện thoại, áo thun mặc trong nhá. Lấy em màu chị. À em không bán một cái đâu Cẩm Nhung ơi, em bán combo hai cái mà chị yêu. Combo hai cái này, một màu vàng và một màu em đang mặc này này. Hai cái như thế này là 150k chị nhá. Em không bán một cái đâu, không bán một cái đâu chị yêu ơi. Chị có lấy thì ok cho hộ em nhá. Nó là thun đẹp luôn. Trời ơi, áo thun này này em. Áo thun này thì quay máy ra thoải mái nhá. Quay máy ra thoải mái luôn Nhung nhá. Đấy, nếu ok thì chốt hộ chị. Ok thì chốt hộ chị nhá. Bao đẹp cho em luôn. Em lấy hai cái cho chị số điện thoại đi Nhung ơi. Combo hai cái chỉ có 75k một cái thôi. Nhưng mà chị không bán một cái, bán hai cái nhá. Chiều dài của nó đây. Mặc cùng quần cốt tông ở nhà cũng được. Cầm Nhung cho chị xin số điện thoại đi em yêu ơi. Các chị nhá, chốt hàng cho em xin số điện thoại nhá. Chỉ bán hai cái ạ. Và cái này là cổ 3 phân này. Cổ 3 phân này mặc lên rất là vừa phải này các chị này, đây ạ. Nó đến tầm phần này thôi nhá. Cầm Nhung lấy hai cái cho chị xin số điện thoại nha Nhung ơi. Các chị vào chia sẻ bài hộ em với ạ. Cả nhà cho em xin mỗi người một chia sẻ đi nào. Chắc là giờ này mọi người bận cơm nước đúng không ạ? Chút em gửi qua tin nhắn á. Rồi ok em nha, nếu mà đặt thì phải gửi luôn tại vì chị số lượng có ít lắm. Không có nhiều đâu em yêu ơi, không có nhiều đâu. Em chỉ chốt cho Liên Hoàng hai cái này. Ok nhá, chốt cho Liên Hoàng hai cái. Hai cái bao đẹp cho các chị luôn, màu này cũng đẹp lắm nhá các chị nhá. Màu này mặc lên rất là sáng luôn này. Áo thun đấy. Combo hai cái luôn. Đây mặc trong áo khoác rất là đẹp này. Mặc trong áo khoác đẹp lắm nhá các chị nhá. Đây ạ. Ok nhá, chị chốt cho Liên Hoàng rồi. Chốt cho Liên Hoàng hai cái nhá. 150k hai cái các tình yêu nhá. Ai lấy thì ok chốt hộ em luôn nhá. Ok chốt hộ em đi ạ. Áo khoác trắng đấy bao nhiêu? Áo này là áo da nhá chị, áo cưới Hương Lượng ơi. Áo này là áo da nhá, 370k, em còn duy nhất size S thôi chị ạ. Size S này cho tầm các chị từ 47 cân đổ lại nhá. 47 kg đổ lại mặc size S luôn nhá. Nó là da da này thì bao đẹp luôn, không sợ nổ luôn chị ạ. Riêng cái da này thì không sợ nổ luôn. Các chị có thể mặc khoác hoặc là kéo khóa lên như thế này này. Tầm 46 cân thôi. Size S này tầm 46 cân đổ lại thôi các chị ạ. Đấy. Ai lấy thì ok cho hộ em nhá. Màu này là màu vàng kim, màu vàng ánh kim nhá các tình yêu nhá. Còn màu em đang mặc này là nền đen ánh kim nhá. Ai lấy thì ok cho hộ em này. Đẹp lắm các chị ơi, đẹp mà cực kỳ dễ mặc luôn. Ai có thể mặc được nhá. Vâng, em rất là đơn hàng. Chị có lấy áo da không chị yêu ơi, chị bao nhiêu cân? Áo da nhà em có cả màu hồng màu đen đấy. Có cả màu hồng màu đen luôn nhá. Lấy áo nào thì ok cho hộ em nhá. Áo khoác là 370k nhá chị Trinh ơi. 370k áo da các tình yêu ạ. Em bán áo thun bên trong combo hai cái là 150k. 150k hai cái luôn nhá các tình yêu nhá. Ai lấy màu nào thì cho em màu à. Ai lấy thì cho em xin số điện thoại. Ngọc Ánh ơi, áo da chị đang mặc là 370. Áo khoác trắng là 370 nhá các tình yêu nhá. Có hồng đen và trắng nhá. Hồng đen trắng nó là áo da đấy. Áo da đấy các tình yêu ạ. Đây này. Tay của nó rất là đẹp luôn này. Các chị nhìn sát màn hình chưa? Phần da của nó rất là đẹp luôn này. Áo thun.
đi các chị ơi, áo khoác đi nha. Áo khoác ra là 370 nha các chị yêu nha, 370. Các chị vào đi, màu đẹp, lên áo len cho các tình yêu nha. Bây giờ em chuẩn bị lên áo len cực rẻ luôn này. Áo da này chị còn size S thôi. Ngọc Ánh bao nhiêu cân? Đẹp lắm Misu ơi, Misu cho chị số điện thoại chốt áo. Từ hôm trước chị không gọi được cho em luôn. Không gọi được cho em luôn ấy Misu ạ. Em 57kg thì không mặc được áo này đâu. Em 57kg chị không còn áo này đâu nhá. Mà số của Misu chị không gọi được đâu. Hôm nọ em chốt cho chị, em chốt áo da mỏng hay sao ấy, chị không gọi được cho em luôn. Không gọi được luôn cho em đấy. Rồi mọi người vào đi ạ. Để em lên áo len cho các chị nha. Em lên áo len cho các chị yêu nha. Áo này chị để ngoài. Em lấy cho chị một cái thẻ đen. Nếu mà cái thẻ này bỏ lại cái thẻ kia chị. Có một cái thẻ đen sọc sọc khác ấy. Hoặc là có áo thẻ đấy hôm qua không? Còn áo thẻ đen. Misu lấy cái gì đấy? Em 54 cân thì em phải mặc size L. Nhưng mà size L chị lại đang hết rồi. Đấy, lấy một cái đấy với một cái chị đang mặc này. Cho chị đấy. Em cho số đúng à, chị không gọi được luôn. Em 54kg, em 57kg hôm nọ là em mặc, chị vẫn còn một cái XL của em. Em ơi, gọi cho Misu đi. Gọi cho Misu xem là có lấy cái XL hôm nọ. Áo da XL hôm nọ em đặt đấy. Em đặt cái áo da 220k đúng không Misu ơi? Có phải em đặt áo da 220k không nhỉ? Đây, chị lấy áo len chữ M đấy. Lên áo len nhá các tình yêu nhá. Áo len này đẹp lắm luôn này. Áo len này rất là đẹp luôn này. Chị yêu nào lấy thì ok chốt hộ em nha. Misu cho lại số điện thoại. Misu ơi cho chị xin lại số điện thoại nha em yêu ơi. Để à đấy, bạn ấy cho lại rồi đấy. Áo khoác bạn đang mặc có mấy màu vậy, có cỡ nhỏ không? Trời ơi chị lại làm lại từ đầu ơi, cái này size nhỏ lắm. Size này rất là nhỏ luôn. 3-70 nhá, 3-70 nhá. Ai lấy thì chốt em nha, màu trắng nha các chị nha. Màu trắng, màu hồng và màu đen ạ. Làm lại từ đầu ơi, em có 45 cân thôi. Em đang mặc cái size S này đấy chị ạ. Em đang mặc cái size S này đấy. Tình yêu nào lấy thì chốt em nhá. Ok, các bạn gọi lại cho em luôn nhá. Nhân viên nhà chị gọi lại cho em luôn nhá. Đấy. Ai lấy thì chốt em này, màu trắng này các chị này. Em lên áo len cho các chị nhá. Em lên áo len nhá. Chạy cũng gọi ạ, không gọi được. Không gọi được đâu Misu ơi, không gọi được cho em đâu nhá. Chị thử đi, thử lại bao nhiêu lần rồi. Nó cứ bị chặn cuộc gọi ấy. Không, gọi máy nào cũng thế. Hay là chặn số lạ. Ừ, chính như chặn số lạ hay sao em ạ? Hay là em ấn vào đâu, nghịch vào đâu rồi ấy? Không gọi được đâu em yêu ơi. Áo len này đẹp lắm này, 110k này các chị yêu này. Áo len này đẹp vì có đủ 3 màu luôn này. Áo len chữ V 110k có đủ 3 màu nhá. 42 cân mặc vừa size S luôn. Bạn ơi, bạn 42 cân bạn mặc vừa cái trắng của tớ luôn đấy. Mặc vừa cái áo trắng luôn nhá. Áo này 110k nhá các tình yêu nhá, có 3 màu nhá. Không chặn mà chị gọi cho em rất nhiều lần thì không được. Màu của nó có đen này, tím than này, đen này, tím than và màu ghi nhá. Các chị yêu lấy màu nào thì chốt hộ em nhá. Làm lại từ đầu ấy, em mặc vừa áo trắng luôn đấy. Em mặc đẹp cái áo da trắng luôn. Áo viết trắng là 370. Vâng. Bao nhiêu vậy? 370k, tới còn có 3 cái thôi, 3 cái màu trắng thôi. Ai lấy chốt thôi nha, riêng cái áo trắng này nhá. Bao đẹp cho các tình yêu luôn. Chị yêu nào mà dùng cái áo da này mà bị nổ gửi lại em đền tiền luôn nhá. Năm ngoái em dùng một cái này rồi và năm nay nó da nó không bị ảnh hưởng gì luôn các chị ạ. Đây ạ, bao đẹp cho các tình yêu luôn. Làm lại từ đầu nhìn thấy chưa? Nó rất là sắc nét luôn nhá. 370 nhá các tình yêu nhá, 370. Các chị yêu vào đi, em bán áo len chữ V cho các chị này. Em bán áo len chữ V cho các chị nhá. Ai lấy thì ok chốt em này. Tay rất là đẹp như này các tình yêu ơi, tay rất là đẹp luôn nhá. 110k để em ghim giá cho các chị nhá. Áo len 110k nhá. Cả nhà cho em xin mỗi người một chia sẻ đi. Làm lại từ đầu có lấy áo ra thì cho chị xin số điện thoại nhá. Em có lấy áo da thì cho chị xin số điện. Ok nha, cho chị xin số điện thoại cho em yêu ơi. Tại vì là áo da đấy chị còn có 3 cái size S thôi. 3 cái size S. Chị thấy tít đi mà, chị thấy tít đi nhá. Trời ơi áo len này đẹp quá này, 110k bán tặng các chị luôn nhá. Làm lại từ đầu lấy một áo da đấy em ơi. Ok em yêu luôn. Chốt cho em luôn.
Có màu khác không à? Đây áo len. Áo len chị có đen này, đen, đen, than và ghi. Ai lấy cái nào thì chốt cho em màu cộng số điện thoại nhá. Đen, than và ghi bao đẹp cho các tình yêu luôn này. Len nó cũng như là kiểu len, len không hiểu gọi biết là gọi cái gì, nhưng mà riêng cái len này khó mà xù lắm. Em chào chị Lịch nhá, khó mà xù lắm. Cái chất này của nó thích lắm, đanh như thế này các chị thấy chưa? Em bán tặng các chị 110k một cái, về đủ 3 màu luôn nhá. Về đủ 3 màu luôn nhá. Em chào chị Khánh Chi nhá. Áo chị đang mặc có 3 màu nha Mai ơi. Đen này số lượng có hạn thôi. Về lô này là hết luôn nha, số lượng có hạn này. Đen này các chị thấy chưa, đen nhá. Các chị chốt màu cộng số điện thoại cho em. Màu em đang mặc là màu xanh tím than. Các chị chỉ cần chốt than đen và ghi thôi nhá. Than đen và ghi thôi các chị thấy chưa ạ. Ok, làm lại từ đầu, chị chốt cho em một áo da size S nhá. Chốt cho em một áo da size S nhá. Dạ vâng ạ. Áo len này các chị này. Áo len này chị yêu nào lấy thì chốt hộ em nhá. 3 màu 110k một cái á. Áo này thì cực kỳ dễ mặc luôn, 62kg đổ lại mặc thoải mái. Tại vì form của nó rất là đẹp mà che bụng luôn nhá, không sợ lộ bụng luôn. Chị Mai có lấy không? Có da chị có mà Ngộ Ngọc Lan ơi, chị có áo da mà. Chị có áo da nha em nhá. Áo nhũ để Mai đi chị ơi. Áo da là 38-370. Áo da là 370 chị Loan ơi, à chị Dương Thủy ơi, chị mua áo len đi. Áo len này đẹp lắm này, em chào chị Huyền nha. Chào các tình yêu, các chị nhìn thấy chất len của nó chưa? Chất là đanh luôn, riêng cái chất len này rất là đanh luôn mà mặc cực kỳ thích luôn ạ. Màu nào cũng đẹp, ba màu này lên màu nào cũng rất là đẹp luôn. Áo len chữ V nhá. Đây ạ. Màu em đang mặc là màu tím than này các chị này. Màu tím than ạ. Tím than, đằng sau là trơn hết nhá, đằng sau nó có những cái sọc như thế này này các chị ạ. Đằng sau có những cái sọc ngang như thế này thôi nhá. Chị yêu nào lấy chốt em màu cộng số điện thoại. Bao đẹp cho các chị luôn nha, bao đẹp cho các chị luôn, 110k một cái, quá là rẻ luôn. Chị 53 cần mặc thoải mái Khánh Chi ạ. Form này dễ mặc lắm, ai cũng mặc được chị yêu ạ, ai cũng mặc được mà không lộ bụng luôn. Mặc cái này mình có thể mặc cùng chân váy xòe này, quần tất này, hoặc là mặc một cái quần mặc nhà như em cũng rất là đẹp luôn đấy. Ba màu chị ạ, có ba màu ạ, màu than, tím than em đang mặc này. Màu đen ạ, màu tím than, màu đen và màu ghi nhá. Chị lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Hoặc là combo hai màu đi chị ơi, rẻ đẹp lắm. Cái len này quá là rẻ luôn. Quá là rẻ luôn, đằng sau cũng đẹp nha các chị nhá. Đằng sau của nó rất là trẻ trung này các chị thấy chưa? Đấy, đằng sau của nó rất là trẻ luôn đấy. 53 cân mặc đẹp luôn ạ. À. Em bao nhiêu cân nhỉ Ngọc Loan ơi, em xem áo da để chị xem em bao nhiêu cân nhá. Em bao nhiêu cân để chị xem là còn size của em không, tại vì áo da là chị đang lẻ size. Em màu ghi cho chị số điện thoại đi Mai ơi, màu cộng số điện thoại đi. Chị không có bò đâu Hương ơi. Làm lại từ đầu cho ấy. Ờ Hưng ơi, Hưng. Chị không có áo bò đâu. Mai ơi cho chị số điện thoại nhá. Ơ hai đứa nghỉ đi. Ờ cái gì nhỉ? Hưng cho chị xin số điện thoại nhá. Áo len màu than à? Chị Loan ơi ok, chốt cho chị áo len màu than cho em xin số điện thoại đi. Số lượng không nhiều đâu nên các chị phải chốt nhanh giúp em nhá. Chốt nhanh giúp em nhá. Lô này là hết rồi mà còn khoảng mấy chục cái thôi ạ. Bộ Puma là 250 nhá, tít bi nhá. Bộ Puma là 250, chị còn đỏ với đen nhá. Chị còn đỏ với đen. Chị 50 cân 1m63, 50 cân 1m63. Chị mặc size M cho em nhá. Chị mặc size M, em có màu hồng này đẹp lắm đấy chị ơi. Còn duy nhất một cái em một cái màu đen. Bài chung. Ai có? Tâm anh sẽ lại. Ở ngoài kia em ơi. Mẹ, con đang tê tăng. Mẹ. Ơi. Con tắm tê tăng. Ừ, ơi em nhìn nhá, đen với than gần giống nhau đấy nhá. Thả nước mày rồi. Ok em chốt cho chị Tâm Anh này màu đen này. Chị Loan này vừa lấy màu gì nhỉ? Màu than. Loan là màu than này, ok này, chị Mai là màu ghi này. Ok nhá, chốt cho ba chị rồi nhá. Ba chị rồi ạ. Đợi đợi chị lấy cho áo em, áo len màu. À đây còn một cái trắng màu đây này em yêu ơi. Cái gì nhỉ? Chọn chuẩn màu nhé, đúng màu nhanh nhé. Ngọc Loan ơi, đây này, chị có một cái màu trắng cho 50kg size M này. Em lấy thì phải chốt luôn này, còn đúng một cái màu trắng thôi. Còn đúng một cái màu trắng thôi nhá, Loan nhá, chị mặc thử lên cho em nhá. Mặc thử lên cho em một cái màu trắng size M này nhá. Mai là màu ghi này. Chị Loan là màu than đúng không? Chị Kim Hợp ơi, chị bao nhiêu cân? Chị Kim Hợp bao nhiêu cân?
Áo em đang mặc 62kg đổi lại mặc vừa nhá. Đây màu trắng đây em khoác tạm vào thế này thôi chứ mặc thế này không đẹp. Phải mix một cái áo bên trong cơ. Chị ơi cho em xem áo da màu trắng. Đây này áo da màu trắng đây này em yêu. Đây là áo da màu trắng nhá. Còn một cái size M này các chị này, chị 50 cân mặc size M đẹp luôn nhá. 50 cân mặc vừa size M cho em luôn nhá. Đấy. Ai lấy thì ok, đây em tập trung vào lên này. Các tình yêu chia sẻ bài của em với. Cả nhà ơi chia sẻ bài. Ờ, có màu đen hoặc nợ màu hồng. Chị có màu đen mà. Chị có màu đen size M nhá. Đợi chị chút nha, chị lên màu đen size M cho em nha. Đây. Màu đen size M, có màu đen size M luôn. 370k áo da. Loan nhá, 370k. Áo trắng, áo này là 110k này, ai lấy cho em 3 màu luôn nhá. Tô Thị Canh Cua ơi, vào mua hàng đi em ơi. Tô Thị Canh Cua. Đây màu đen đây này, Loan chốt luôn này này. Áo vừa rồi chị lấy ghi nhé. Khánh Chi lấy ghi nhé, ok nhá. Cho em xin số điện thoại nhá Khánh Chi ơi. Khánh Chi cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Khánh Chi này. Màu ghi nhá. Ai cứ ghi luôn lên áo được này. Màu ghi này. Khánh Chi ơi cho em xin số điện thoại đi nhá. Chị yêu ơi. Cho em xin số điện thoại đi. Áo len này đẹp lắm. Em thề luôn mấy chị áo len này rất là đẹp luôn. Chào chị Thúy Vi nhá. Ơ có một đơn của cái chị tên là gì ấy nhỉ? Áo da màu trắng ấy hay màu đen ấy, à màu rêu ấy, Thúy Kim ấy, gọi được không? Hình như nhà chị đấy ở đường mới ấy. Áo da màu rêu. Có nhớ. Chị bảo là chị qua lấy Thúy Kim màu rêu lên. Áo của em hôm qua chị có chốt không vậy chị? Áo của em á, Tô Thị Canh Cua chốt hàng chưa? Màu đen chị ạ. Tô Thị Canh Cua chốt hàng chưa? Tô Thị Canh Cua này đang hỏi này. Ok Khánh Chi nhá. Tô Thị Canh Cua hôm qua lấy gì nhỉ? Có đơn rồi mà. Mà tên thật là gì ạ? Đây, nick là tôi. Em ơi, có bạn nào gọi điện cho không em có, chưa? Có rồi, nếu mà em lời đầu bên thấy. Có bạn nào gọi điện cho em nick này họ rõ ràng nó chị chốt cho cái gì rồi mà. Tôi thấy canh cua ấy. Có cái gì đấy? Chốt cho người đấy. Canh chua này. Canh cua. Canh cua. Em ơi, áo khoác có mấy màu? Không, em nhớ em không gọi. Chị Vân Phạm ơi, áo len của em có gì? Chưa gọi điện rồi. Áo len của em có ghi này, đen và tím than nhá. Ghi đen và tím than nhá các tình yêu nhá. Áo da đây này. Loan có lấy thì ok, chị chốt cho em này, 50kg em mặc vừa size M này luôn nhá. Loan nhá. Chị ơi, chị Vân Phạm ơi, áo len đây ạ. À. Áo len có màu đen này chị yêu này. Áo đen V có màu đen nhá, màu ghi và màu than. Ba màu cực kỳ đẹp luôn chị yêu ạ. À. Ba màu màu nào cũng đẹp luôn, các chị chỉ cần chốt màu cộng số điện thoại cho em thôi. Áo da này là hàng hàng này là 370 nhá, 370 nhá. Ai lấy thì ok chốt của em nhá. Tập trung vào len đi ạ, áo da thì để sau đi các tình yêu nhá. Áo da để sau đi, bây giờ em tập trung vào len nhá. Các chị nhìn nhìn cái áo len đằng sau nó đẹp như thế này này. Đấy, nhìn thấy chưa, nó còn có một cái sọc như thế này cơ. Nó có một cái sọc đằng sau như thế này, rất là đẹp luôn. Mà có 110k thôi, quá là rẻ luôn đấy, 110k thôi nhá. Sát màn hình cho các chị xem cái chất len của nó luôn nhá. Đây ạ, đẹp chưa ạ, rất là đẹp luôn. Ba màu nhá, đen, than và ghi nhá. Ai lấy màu nào chỉ chốt màu cộng số điện thoại cho em thôi nhá. Màu cộng số điện thoại cho em thôi. Thế nào giống cách của cô Phương nhờ. Em chốt luôn cho các chị nhá. Màu cộng số điện thoại cho em nhá. Đây ạ. Bao đẹp cho các chị luôn. Mềm mịn luôn nhá. Mềm mịn luôn. Màu đen và màu than. Đen than ghi nhá. Màu nào cũng đẹp. Nó có cái chữ V này nổi lắm này các chị này. Đằng sau lại có kẻ sọc nhá. Đằng sau có kẻ sọc nhá. 110k thôi nhá. 110k thôi. Các chị yêu vào chia sẻ bài của em đi ạ. Mỗi người cho em xin một chia sẻ nhá. Tô Thị Canh Cua ơi, có bạn nào gọi điện chốt hàng cho em chưa? Nếu mà gọi điện rồi thì có đơn, còn chưa gọi điện là chưa có đơn đâu em nhá. Không có ai gọi. Không có ai gọi là chưa có đơn đâu, em lấy cái gì ấy, em nhỏ? Em lấy gì để chị chốt lại cho? Ok Vân Phạm ơi, chị lấy 1 ghi 1 than, ok cho em xin số điện thoại nhá chị yêu nhá. Chị lấy 1 ghi 1 than cho em xin số điện thoại với ạ. Em chốt cho Vân Phạm 1 ghi 1 than này tình yêu cho em xin số điện thoại đi nhá. Đẹp lắm chị ơi, chị nhìn chưa? Nó là len gì em cũng không biết đâu nhưng mà chất rất là vừa phải luôn, không mỏng đâu chị ạ, không mỏng. Ok chị ạ, em chốt cho chị rồi ạ. Đẹp, bao đẹp cho các chị yêu luôn nhá. Màu than này các chị này, màu than. Bên đằng sau lưng nó còn có một cái sọc trắng như thế này. Cái này thì mặc với quần hay là áo đều đẹp luôn các chị ạ. Quần hay áo đều rất là đẹp luôn nhá. Cái kia mai nghỉ lại nào. Điện cho nó.
Ok nha, em trước cho Vân Phạm rồi nha, điện được luôn, nhưng mà mình phải gửi xe gì hết nha. Ok chị, một đen một ghi. Và màu em mặc là màu than nha các tình yêu nhá. Màu em mặc là màu tím than nha. Bao đẹp cho các chị luôn nha. Bao đẹp cho các chị luôn nha. Ai lấy thì ok chốt màu cộng số điện thoại cho em ạ. Con để được cho mẹ, không được dịch, để được cho mẹ. Anh chơi với anh đi. Màu đen đẹp lắm các chị ạ. Màu đen rất là đẹp luôn. Mày nhắc nhở hai. Thế luôn là cái này nó rẻ lắm. À nó đẹp lắm mà nó rẻ cực kỳ luôn. Em chỉ còn khoảng mấy chục cái. Alo ạ. Alo ạ. Dạ. Đúng rồi chị ạ. Dạ. Vâng, chị hôm nọ chị đổi cái gì? Dạ. À chị Hiền Trần đúng không ạ? Hiền Trần đúng không ạ? Vâng vâng. Vâng ạ. Vâng. Ôi trời ơi, em không chuyển. Em còn dở cái kia ra, em thấy lấy một cái mới em sao mà không hiểu là cái này chị bảo lỗi ở chỗ nào, tại vì nó là kiểu đấy đấy chị ạ. Nói. Đấy hay là em lấy một cái mới em đổi cho chị bây giờ, ở nhà em cũng còn cả một cái của chị luôn ấy. Không không phải đâu, nó thế đấy chị ạ, kiểu của nó là thế đấy ạ. Nó là em biết rồi, em dở ra em thấy thế, nhưng mà nó không phải bị lỗi đâu chị ạ. Nó không phải bị. Nó không phải là bẩn đâu chị ạ, mà là nó kiểu đấy ấy. Trời ơi, em dở một loạt của nhà em ra, em bảo không hiểu cái này bị lỗi kiểu gì. Bây giờ em vẫn còn cái của chị ở đây này, tại vì nhà em hết sạch rồi, em chỉ còn đứng hai cái đấy thì em đổi cho chị luôn mà. Đổi bây giờ chị, em có thể quay video trực tiếp cho chị một cái, chị gửi lại cho em luôn đấy. Dạ. Không phải chị ạ, trời ơi tem mác nó như thế. Nó kiểu đấy đấy ạ, cái màu cam nó kiểu đấy đấy chị ạ. Bây giờ em đang bận like một chút, tí nữa em gọi lại cho chị nhá. Tại vì em đang like em nói chuyện điện thoại lâu quá ấy. À Hải Yến. Kiểu khác đi à Tâm Anh ơi, em chỉ còn kiểu này thôi. Ngày nay mất điện sáng điện thoại em hết pin. À Hải Yến ơi, chị vừa gọi đâu nhỉ? Có đơn của Hải Yến vừa hủy luôn ấy. Đây có một cái áo đỏ đây nhỉ. Đây đây đây, em vừa vứt ra đây. Hải Yến là một cái áo gì nhỉ? Quái nại. Hải Yến ơi, em có phải là một cái váy không? Cái đơn này chị gọi cả ngày các bạn ấy vừa bỏ ra này. Có phải một cái váy hàng 180 không nhỉ? Nếu mà ok có một cái túi đâu nhỉ? Nhờ, xin cửa túi của Hải Yến đi. Hải Yến cho chị xin lại số điện thoại đi em ơi. Có phải là váy của em đây là đây, Hải Yến này. Có phải em lấy cái váy 180 không? Em ơi chiều nay đi điện có mang áo pha chị đổi cho chị. Nhưng họ vẫn đòi thu tiền mà chị gọi cho shop không nghe máy nên chị vẫn chưa lấy được ạ. Sao lại đòi thu tiền à chị? Em đổi mà em có thu gì đâu chị ơi, em đổi em không thu gì luôn ấy. Đây này. Mai họ gọi lại thì em báo chị nhá. Đây này. Hàng một bao nhiêu? 150 là cái này. Đây đây đây, cái này. Có lại đi. Đúng rồi. Đây, điện thoại. Chị Hải Yến ơi, có phải chị lấy cái áo len đỏ này không ạ? Đuôi của chị là 986 đúng không? 486 đúng không ạ? Không, 164. 164 không. Đấy là đuôi 436 đúng rồi ạ. 436 nhá chị nhá. Nếu mà đúng ok cái này thì em chốt cho chị nhá. Tại vì gọi cả ngày các bạn không gọi được, các bạn bỏ ra rồi ạ. Đây mẹ lại đút vào đây. Nha, mai em gọi cho chị sau nhá. Ba màu nhá, tình yêu nào lấy thì chốt luôn hộ em nhá. Rất là đẹp luôn nhá, ba màu. Áo V luôn. Than ghi và đen nhá các tình yêu nhá. Than ghi đen nhá. Tình yêu nào lấy cái nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em ạ. Màu cộng số điện thoại cho em nhá. 110k một cái các chị ạ. 110k một cái nhá. Ơ cứ nghe thôi. Sợ gọi điện chốt hàng bên người ta gọi lại. Ừ. Đen than và ghi nhá.
áo len, áo len à? Đúng rồi, Hải Yến ơi, áo len. Hương trà. Ơ ê, bạn nghe máy đi, mình vào lấy quần. Ok nhá, bây giờ chị nghe máy nhá. Alo. Đầu chị Nhung ơi, em gửi rồi ạ. Hải Yến đúng rồi, đuôi 436, áo 150 đúng không? Ok nhá, mai chị bảo nhân viên gọi lại cho em nhá. Sẽ vào nhà số 3 nhá. Đây này các tình yêu này, ba màu nhá. Chị yêu nào lấy màu nào chứ? Em mặc màu ghi lên cho các chị xem nhá. Mặc màu ghi lên cho các chị xem luôn nhá. Ok Hải Yến nha, mai các bạn sẽ gọi lại cho em. Hôm nay gọi mấy lần rồi, vừa bỏ đơn ra xong ấy, tại vì là không thấy gọi được ấy. Đây này, màu ghi này các chị yêu này, màu ghi cũng rất là đẹp luôn. À, cho chị một áo đen đang cầm luôn à? 150, không phải, 150k không phải đâu, áo này hết rồi ha Hùng Khanh ơi. Em cho thêm một áo đen vào đấy luôn nhé. Ok nhá, em cho chị thêm một áo đen luôn nhá chị nhá. Áo này là 110k nhá chị ơi, 110k một cái á. Hải Yến lấy thêm một áo đen. Ok chị yêu luôn, chốt thêm cho chị một áo đen. Áo đen là 110k một cái các chị yêu nhá. 110k một cái, có 3 màu ạ. À. Ghi đen và tím than nhá. Áo 150k 2 cái thì em còn ít thôi chị ạ. Thế bảo Hải Yến còn mình. Áo 150k còn ít lắm chị yêu ơi. Hình như là không còn rồi đấy. Đến xem còn cái nào không? Nó là áo mặc trong mà, áo thun mặc trong mà hoa hồng xanh ạ. À. Áo thun mặc trong nhá. Chị mua áo len đi. Chị mua áo len đi ạ. 150k 2 cái nhá chị yêu nhá. 150k 2 cái. Shop em ở Yên Bái nhá. Ship COD toàn quốc là 25k thôi các chị ơi. Riêng đơn áo len em ship COD toàn quốc là 25k. Không có đỏ đâu Hạ Vi ơi. Có 3 màu này thôi ạ. 3 màu này rất là mặc đẹp luôn mà cực kỳ dễ phối đồ luôn các chị ơi. Đây nhá, màu than này. Màu than này. Đằng sau nó có sọc trắng như thế này nhá các chị nhá. Đằng sau có sọc trắng như thế này nhá. Và đây là màu đen, màu em đang mặc là màu ghi nhá. Màu đen này. Màu đen ạ. À. Đen cũng đẹp, ghi cũng đẹp mà xanh than đẹp luôn. Các chị lấy màu nào chỉ cần chốt cho em màu cộng số điện thoại thôi ạ. 110k nhá Phương Anh Lê ơi, 110k một cái thôi nhá tình yêu ơi. Bao đẹp cho các chị luôn. Trẻ trung mà đẹp mà cực kỳ dễ mặc, không lo bị lồi bụng luôn đấy. Đúng rồi ạ, à, áo em đang mặc là 110k có 3 màu luôn, hoa hồng xanh nhá. 110k một cái. 110k một cái và có 3 màu luôn chị yêu ạ. Có 3 màu luôn nhá. Ai lấy màu nào thì chốt cho em màu cộng số điện thoại luôn nhá. Màu cộng số điện thoại luôn. Đẹp lắm các chị ơi. Màu ghi này, màu đen này và màu tím than ạ. Bộ đồ thì bây giờ em chưa lên được rồi Hạ Vi ơi. Bộ đồ thì chưa lên được rồi ạ. Em chào chị Tâm Minh nhá. Chào các chị yêu nhá. Tím than và đen ok, em chốt cho Kim hợp tím than và đen nhá. Chốt cho Kim hợp tím than và đen. Trời ơi, 110k một cái, 2 cái có 220, cộng thêm 25k tiền ship các chị được hai cái áo len đẹp luôn. Các chị thấy len của nó chưa? Len dệt đẹp như thế này mà các chị. Len dệt đẹp như thế này nhá. Đấy. Ok nha, em chốt cho Kim hợp nhá. Chốt cho Kim hợp 2 cái nhá. Màu cộng số điện thoại giúp em, đen ghi và than. Đen ghi và than này. Các chị mặc cùng chân váy xòe cũng đẹp lắm các chị ạ. Hoặc là mặc với một cái quần như em thôi. Quần như thế này thôi. Ngồi xuống các bụng thoải mái luôn, không lo lộ bụng luôn ấy. Đằng sau có kẻ sọc nha các tình yêu nha. Đằng sau có kẻ sọc nha. Đấy, đẹp chưa ạ? Bao đẹp luôn. Ok, chốt cho Kim hợp rồi nha. Chốt cho Kim hợp một áo xanh, một áo than và một áo đen. Của chị hai cái áo len phải không? Của chị ạ. Hải Yến ơi, của chị là một áo đen 110 và một áo đỏ 150 nhá. Mai em gọi điện chị để ý điện thoại giúp em nhá. Mai các bạn gọi điện thì chị để ý giúp em với, tại vì hôm nay cả một ngày không gọi được nên là em bỏ đơn chị ra rồi. Bây giờ em lại cho đơn lại rồi chị nhá. Màu nào cũng đẹp luôn. Tay bo này em kéo tay, các chị không thích thì bỏ tay dài như thế này cũng đẹp này. Đấy. Thích thì kéo cái tay lên cho em. Màu ghi thì sáng. Màu đen, màu than, màu nào cũng nổi luôn, tại vì nó có cái sọc V này này, màu nào cũng nổi luôn nhá. Già trẻ mặc được hết luôn các chị ạ. Như cái này dành cho hơi trẻ một chút, con trẻ một chút nhá. Quần chị 62kg, 1m55 có vừa không? Chị ơi, quần này em đang hết size rồi chị ạ, hết size rồi ạ. Hết size cho 62 cân rồi chị nhá. Hết size cho 62 cân rồi.
đây lên tím than này, đen và xanh, tím than đen và xanh nhá các chị. À tím than đen và ghi, trời ơi em toàn nhầm thôi. Đúng rồi, cho mình màu ghi ok nhá. Em cho Trần Hương màu ghi nhá. Trần Hương nhá. Ok, cho Trần Hương màu ghi. Màu ghi ạ. À. Ok Hải Yến nhá. Cho em rồi. Trần Hương màu ghi này. Lát nữa em lên bộ len cho các chị, bộ len mới về đẹp lắm các chị ạ. À. Lát nữa em lên nhá. Có khách. Có đấy. Ok nhá, em cho chị Trần Hương màu ghi nhá. Len này không có nhiều đâu, hôm qua em về mấy chục cái hết luôn. Hôm nay còn bao nhiêu em ôm hết luôn thì chắc chỉ khoảng tầm 100 cái thôi, nên là chị yêu nào lấy phải chốt nhanh cho em, không là hết sạch luôn đấy. Hết sạch xanh xanh luôn đấy các tình yêu ạ. À. Len ghi len đen này. Ghi đen. Ờ em vào đây. Em xem cái quần của chị. Ờ hôm nào em đặt chưa nhỉ? Chị để nào rồi em bây giờ về đấy. Chị đặt like xong chưa? Em chưa. Chị đặt mai tìm chị yêu ấy. Tệ chị tên là gì? Vâng đây, màu nào? Màu nhìn trai này này. Quần đấy chị. Quần bo gấu ạ. Quần bo gấu. Quần bo gấu á. Chị không có quần bo gấu. Có, hôm nào chị sẽ đặt. Quần rời á. Quần rời là quần này không bo gấu. Có bộ thôi, em mặc bộ đẹp đấy. Đây này. Bộ chất cotton tông. Bộ chui đấy. Trời ơi, bộ này còn đẹp hơn cotton nhiều. Bộ Umi này đẹp lắm. Đấy chắc là em thích bộ chui rồi. Không có bộ chui hay là có bộ len. Em thử bộ này lên đi. Em thích mặc quá. Hello mọi người nha, và chia sẻ bài của em với ạ. Áo len đẹp mà chị, 110k một cái. 110k một cái, 3 màu thì rất là đẹp, ghi đen. Màu ghi. Chị cứ thử mấy màu đi, tím than đẹp lắm đấy. Ghi đen và than nhá các tình yêu nha. Ghi đen và than nhá, ai lấy màu nào thì chốt hộ em màu cộng số điện thoại luôn nhá. Màu cộng số điện thoại luôn, len đẹp luôn nhá các chị nhá. 110k một cái ạ. 110k một cái, em chào chị Tâm nhá. Chị chào Diệp nhá, Diệp ơi. Có thế không? Có ấy. Chốt rồi đây. Các bạn gọi điện là chị bảo qua lấy đúng không? Rồi. Màu than này các chị này, màu than này. Quần này chị. Màu than nhá, đằng sau có kẻ sọc nhá các chị ơi. Linh Trúc là lấy thêm áo len đen á, chị chốt đơn bao giờ rồi chị? Chị chốt đơn từ lúc nào ạ? À? Nếu mà chốt đơn gì em cho đơn đi rồi, bây giờ chỉ có chốt thêm thôi nhỉ nhá. Em chào Ngọc Phạm nhá. Linh Trúc ơi, chị chốt từ bao giờ ạ? À? Lấy thêm áo len đen thì cho em xin số điện thoại đi chị Linh Trúc ơi. Tìm thứ tự xem. Linh Trúc cho em xin số điện thoại nhá. 49-50 cân mặc thoải mái luôn. Anh Kiều ơi, cái form này nó rộng mà. Gầy béo mặc được hết nhá. Gầy béo mặc được hết luôn. Đây này. Gầy béo mặc được hết nhá các chị nhá. Đẹp lắm. Ai lấy màu nào chị cần chốt. Không không thấy á. Đấy đó là quần này. Đấy, không mỏng đâu. Không mỏng đâu. Đây em ra chị xem luôn. Không thấy á. 49-50 cân mặc thoải mái luôn nhá chị ơi. Kéo ra để cũng đẹp. Màu tím than này các tình yêu này. Màu tím than này. Đấy. Ai lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em nhá. Màu cộng số điện thoại cho em. Bao chất cho các chị luôn nhá. Bao chất cho các chị luôn nhá. À đây. Đơn qua lấy thì em để hết trên đấy rồi ấy. Đơn qua đấy. Bữa sau có quần để em 62 ký. Ok em nhá, lần sau có chị để nhá. Linh Trúc lấy màu đen cho em xin số điện thoại. Em ơi em lấy hàng từ bao giờ đây? Hôm nay em chốt lại cho chị số điện thoại nhá. Hôm nay chốt lại cho chị số điện thoại nha em ơi. Tại vì bây giờ chị không lục lại được số điện thoại đâu. Em lấy màu đen cho chị số điện thoại đi em yêu ơi. Cho chị xin số điện thoại nhá. Mặc chị bao nhiêu cân chị? Ok đấy, có thể ép. Nhưng mà có đơn thì em để đơn ép thì còn mà. Con là lúc nào là sai thì ép. Dưới 50 cân là sai ép đấy. Linh Trúc ơi, cho chị xin lại số điện thoại đi em yêu ơi. Để chị chốt cho em cái áo ra, áo len đen này nhá. Chốt cho em len đen 110k này nhá. Cho chị số điện thoại đi tình yêu ơi. 110k một cái các chị ạ. 110k một cái. Đấy, chị mặc suốt này. Mặc thử lên đi. Mặc thử lên đi.
anh lấy cho em ba màu luôn nhá. Đen, xanh, linh chúc cho chị là số điện thoại đi em đi ơi. Để màu đen nhá, màu đen đẹp lắm các chị ạ. À. Màu đen đẹp lắm, màu đen sọc trắng này. Màu đen sọc trắng này. Chị thích màu xám á? Màu tính than này, màu tính than này. Ba màu nào cũng đẹp, 110k một cái. Lên mịn cực kỳ luôn các chị ạ. À. Lên mịn đẹp luôn nhá. Cái này thì mặc thoải mái. Ờ, chưa có số điện thoại. Linh Trúc ơi, có số rồi nhưng mà chị không nhớ đâu. Em cho chị xin lại số điện thoại đi nhá. Cho chị xin lại số điện thoại đi em yêu ơi, để chốt cho em cái màu đen nhá. Chốt cho em cái màu đen nhưng phải cho chị xin lại số điện thoại nhá. Cái này có màu đen, màu ba màu bằng ba quần đấy á. À, ba màu à? Đen, green. Chị mặc đi, mặc đi. Nếu mà thích bo chị lấy bộ ấy. Không, thử đấy luôn nhá. Nhà em không có ai đâu. Không có ai đâu. Có mỗi ba thôi mà. 56 cân, 1m67 mặc được mà chị ơi. 63 cân thì hơi kích một chút nha, tầm 60 cân đổ lại thôi ạ. 60 cân đổ lại thôi ạ. Em vừa mới chốt rồi đó chị. Ơ, Linh Trúc vừa lấy cái gì nhỉ? Linh Trúc ơi, em vừa lấy cái gì đấy? Áo da à, đúng không? Không phải, Linh Trúc làm gì có chốt áo da đâu nhỉ? Em ơi, lấy cái gì đây nhỉ? Em có em nhầm không? Chị chưa chốt cho em cái gì mà. Chị có lấy bộ chui không? Bộ chui nhá. Ừ, mấy hôm nữa chị có. Lần trước thì nhiều bộ chui. Cho chị cái màu em đang mặc màu ghi. Ok, Mỹ Hoàng này mai này. Ok. Không, không. Ok này, chốt cho Hoàng màu ghi này. Chốt cho chị Yến Viên Yến là màu đen này. Chốt cho chị Mai màu xám này. Lên đen và xám. Linh Trúc vừa chốt. Thôi con cầm đi, con cầm đi, con cầm sang kia. Linh Trúc vừa lấy đen lên và xám. Không sao kệ đấy. Linh Trúc ơi, em vừa chốt xong à? Bây giờ em lại lấy thêm màu đen à hay sao? Ơ, Linh Trúc vừa lấy một cái đen với một cái váy đấy. Đấy, đẹp không? Nhỉ? Ok, để chị xem lại đơn nhá. Em chốt cho chị Mai màu xám này. Linh Trúc vừa lấy một cái ghi cả. À, bây giờ lấy thêm một đen đúng không Linh Trúc ơi? Cho vào túi đi mà. Ok, để chị ok nhá, chị thấy đơn Linh Trúc rồi. Đúng rồi, bây giờ em lấy thêm một đen, lấy thêm một đen là thành một đen và một ghi em nhá. Thành một đen và một ghi nhá. Chị gọi cả tính than lên đi. Một tính than này lấy hai cái mà mặc ở đây này, thì tính than này đẹp. Mặc thử cả tính than lên thế nào. Ok em nhá, ok luôn. Bao đẹp cho các chị luôn đấy. Lên này mặc. Mua một đôi em không chị ơi, một quần này mua một cái là 110k, hai cái là 220k, nhưng mà tiền ship thì như nhau chị ạ. Mua một cái mất là 25k tiền ship, mà mua hai cái cũng chỉ có mất có 25k tiền ship thôi nhá. Các chị lấy nhiều thì tiền ship càng rẻ ạ. À. Em mặc thử màu đen cho Phương Anh Lê nhá. Đây, mặc thử đen lên cho các chị yêu nhá. Màu nào đẹp. Thử đen đây, Phương Anh ơi, thử đen đây, chị mặc đen đây nhá. Đấy. Màu nào lên đẹp luôn đằng sau đây nhá. Đằng sau của nó có viền sọc trắng đây nhá. Đấy. Yêu nào lấy màu nào thì chốt em nhá. Màu cộng số điện thoại ạ. Màu cộng số điện thoại. Cái này 60 cân mặc trở lại mặc thoải mái luôn chị ạ. 60 cân trở lại mặc thoải mái tại vì nó là áo len mà. Nó là áo len mà các tình yêu ơi. Chị Viên Yến có lấy thêm màu gì không em chốt cho chị? Màu nào cũng đẹp luôn, màu đen này các chị này. Em đang mặc là màu đen nhá. Em đang mặc là màu đen ạ. Đen, ghi và tím than. Không có size đâu, hàng này là hàng free size nhá chị Phạm Thu nhá. Hàng này là hàng free size, nó là áo len nhưng nó co giãn mà chị ơi, ai cũng mặc được luôn ấy. Đây ạ. Len tăm mịn luôn nhá các tình yêu nhá. Không phải là len tăm mà len gì ấy. Chẳng biết nó gọi là len. 60 cân mặc được mà các chị ơi. 60 cân mặc thoải mái luôn, nó là len như kiểu len dệt ấy nhỉ. Nhỉ. Đẹp lắm. Đẹp mà các chị ơi. Đẹp lắm. Ai lấy thì ok chốt màu cộng số điện thoại cho em nhá. Số lượng không có nhiều đâu, có ít thôi. Còn ít thôi ạ. Mặc cái quần như chị mặc đẹp như sao lại không thấy đơn của chị nhỉ? Gọi điện thì chắc chắn có đơn chứ. Tại vì các bạn gọi thì dục qua lấy mà mai. Không có. Ôi, thế nhưng mà có ghi là tên chị không hay là chị lấy là nick?
hay là lấy tên chị? Chị lấy tên chị, tên là gì? Chị bảo là như bàn hành lít hương trà, chị bảo là để đấy cho chị xuống chị thử. Tức là tên là hương trà thôi gì hay lấy tên của chị? Tên của phê hương trà. 110k một cái nhá chị ấy yêu nhá. 110k một cái ạ. Ờ thì chị mới có số này để gọi lại chứ đúng không Mai? Thì chị mới có số này gọi lại chứ. 110k một cái nhá chị yêu ơi. 110k một cái ạ. Chị 110k một cái các tình yêu nhá, ba màu luôn ạ. Đen, than và ghi. Các chị lấy màu nào thì chốt cho em màu cộng số điện thoại nhá. Ba màu nào rất là xinh luôn. Mua combo hai cái áo len này chỉ bằng các chị mua một cái áo len thôi. Quá là rẻ luôn ạ. Hai áo len nhá các chị yêu nhá. Hai áo len. Ai lấy màu? Nhà chị ở đâu ấy chị? À như thế này. Màu đen này các chị yêu này, màu đen nhá. 60 cân đổ lại mặc vừa luôn ấy. Có ba màu nhá. Có ba màu nhá chị Kim ơi, có ba màu, màu chị đang mặc là màu đen này, màu đen này em yêu này, màu tím than này, màu tím than và màu ghi. Đấy, chị nào thích sáng thì mặc màu ghi nhá. Nói chung ba màu này màu nào lên đẹp các chị ạ. Màu nào lên đẹp luôn nhá. Đây ghi của em đang cầm đây ạ. Ai lấy màu nào chị chốt màu cộng số điện thoại đây ạ. Chị Kim lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại, em chốt hàng cho chị nhá. Chốt hàng cho chị nhá, 110k một cái các chị ơi. Len mặc được thời tiết này luôn đấy, nó không dày quá đâu. Chất nó vừa phải nên là mặc được thời tiết này luôn nhá các chị nhá. Kim lấy màu ghi cho chị số điện thoại Kim ơi. Nhưng mà ở đây lại không còn cái sọc trắng nào ấy. Vâng, hay lấy hai cái sọc vàng nữa. Quần của chị, à chị lấy một cái hay hai cái. Vâng, thế chị lấy một cái kệ thì lấy luôn em ạ. Em nhận được áo dạ và thể thao rồi đấy. Ê, chị cảm ơn Thắm nha, thank you Thắm nha. Ok cho chị hai cái than và ghi. Các chị ơi chốt màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Chốt màu cộng số điện thoại giúp em thì em mới chốt hàng cho các chị được ạ. Chốt cho em màu ghi ok. Không, nhà em không có sọc màu khác, chỉ có sọc trắng như sọc này thôi. Từ đây có sọc màu khác thì cả màu trắng. Đây, đây. Đúng không? Đấy. Cái này là size XL các chị ạ. Ok, than ghi nhá, Phương Anh Lê lấy than ghi nhá. Em chốt cho Phương Anh Lê này. Chốt cho chị Kim này. Chị Nguyễn Hương Nguyên à? Hương Nguyên thì cho em xin số điện thoại nhá. Chị cho em xem quần đấy. Quần nào? Quần đảm trắng. Quần này 60 cân, 55 đến 60 cân. Quần này em phải thấy 57 đến 60 cân. Chưa ghi cái nào chưa? Chưa ghi cái nào đâu. Em bắt đầu em chốt từ kim đi. Chưa mặc quần này. Không mặc được, mông không vào được. Đấy, đúng rồi hôm nay. Mai Nguyễn là chốt cho nhỉ? Mai Nguyễn chốt rồi. Mai này chốt rồi, bây giờ chốt cho chốt từ kim đi. Bao nhiêu cân? Bốn mấy cân không mặc được cái này đâu. Không, một trắng là cái đấy, còn vàng là cái này. Chị ạ. Trắng là cái đấy, nó vàng là cái này. À đây. Đấy. Nó giống nhau mà. Kim hai cái rồi chị Phạm ơi. À kim một cái này. Phương Anh Lê. Ok Phương Anh Lê. Than với ghi. Than với ghi ạ. Cho vào túi vàng luôn. Ok nhá, chỗ cho Phương Anh Lê than ghi này. 49 cân mặc thoải mái luôn. 110k nhá. Hữu Nguyên là lấy thêm màu gì đây nhở? Hữu Nguyên là than ghi này. Ok, Phạm Thị Quỳnh Trâm em chốt cho chị một cái đen nhá. Ok nhá. 60 kg đổ lại mặc vừa nhá các tình yêu ơi, 60 kg đổ lại mặc vừa, nó là hàng len mà. Nó là len mà các chị ơi, nó là len đẹp luôn nhỉ. Len rất là đẹp luôn này các chị này. 110k một cái, em bao chất cho các chị luôn nhá. Bao chất bao giá cho các chị luôn đấy. Đẹp lắm. Màu đen em đang mặc này các chị này. Màu đen, màu than và màu ghi nhá. Màu đen, màu than và màu ghi. Tình yêu nào lấy màu nào thì chỉ cần chốt cho em màu cộng số điện thoại thôi ạ. Màu cộng số điện thoại thôi ạ. Đây các chị thấy đường đường của nó đẹp chưa?
bao đẹp luôn nhá các chị nhá. Không có, không còn cái L là chỉ có mỗi cái này. Đẹp cái này mà. Chị thích cái phần sọc trắng này mà cái sọc màu gì. Không phải đâu chị ạ. Đúng nhau mà. Em xem còn cái số L này. Đây M. M thì bé quá. M ờ, cái gì nhờ Hữu Nguyên là một than một ghi nha mày nhá. Hữu Nguyễn. Ở đây một than một ghi. Mày mắc phải kinh. Ok luôn, chốt cho các chị luôn nha. 110k một cái nhá. Có Vi Minh ơi, chị có 3 màu. Màu đen chị đang mặc này, em yêu này. Màu đen chị đang mặc này. Màu ghi và màu tím than nhá. Em thử sang màu tím than cho các chị yêu nhá. Phê Lê lấy áo xám thì cho em xin số điện thoại đi. Các chị nhớ là chốt màu cộng số điện thoại em mới chốt hàng được nhá. Màu cộng số điện thoại giúp em ấy ạ. Em mặc sang tím than nhá. Em ơi, chị liver nốt cái này đi. Chị liver nốt cái này đi, xong chị chuyển sang kiểu khác nhá. Này, XL chị mặc vẫn bó em. Em thích là rộng. Cái đấy là không, không bó đâu. Cái đấy thì rộng, mặc rộng bông thẳng lắm. Mặc rộng nó cứ phồng phồng đấy. Chị thì 49 cân chị có thể vừa S vừa M được. Em bo gấu, của chân em bé. Chị chỉ có mỗi chân bo gấu thì mặc bộ đẹp hơn nhá. Mặc theo bộ ấy, còn mặc quần rời nên bo gấu không đẹp đâu. Phan Thị Quỳnh Trâm này. 55kg mặc vừa nhá chị Trang ơi. Em không cho kiểm tra hàng đâu Kim ơi, chị bao đẹp luôn mà. Nếu mà trường hợp mà không vừa chị cho đổi thoải mái luôn. Nhưng mà len này đẹp lắm. Trời ơi, không mua chỉ có tiếc thôi. Phan Thị Quỳnh Trâm một cái màu đen ok rồi này. Các chị Phê Lê là lấy màu ghi này, em chắc cho Phê Lê này. Da em đẹp quá, em cảm ơn chị nhá. Em cảm ơn chị ạ. Em cao 1m66, mặc được em ơi, không sợ ngắn đâu. Không sợ ngắn đâu em nhá. Quần chị mặc là 110k, bằng áo luôn. Em ơi, áo khoác đen có nhưng mà ấy, Phê Lê cho hai lần số điện thoại chốt một lần thôi nhá. Trung Phạm lấy màu gì đấy? À Trung Phạm ơi, áo khoác đen không có không. Áo khoác đen là lấy áo khoác nào ạ? À? Em có áo da và áo phao nhá. Áo len đây chị Trang ơi, áo len em đang mặc đây ạ. À. 110k một cái nhá tình yêu nhá. 110k một cái. Ai lấy cái nào thì chị em đầu cùng số điện thoại luôn. Cho áo len đen ok Thủy, chị Thủy nhá. Ok luôn ạ. À. Cho chị Trang màu đen nhá, cho chị Trang màu đen nhá. Em mặc áo xám à? Ok, em mặc áo xám cho chị luôn. Em lấy, em mặc màu xám nhá. Em lấy màu đen cho chị số điện thoại. Các chị em một dòng luôn, màu cộng số điện thoại cho em luôn nhá. Để em mặc màu xám cho em nhá. Màu cộng số điện thoại cho em nhá. Trời ơi, em bán hàng đẹp nhưng là nhiều khách cứ đòi xem hàng. Em nhà em có được cho xem hàng trước không ạ? Không mua thì thôi nhá. Em mới còn qua không kiểm ship lên cho chị phải đi xuống đi lấy. Toàn gọi đâu đúng không ạ? Toàn qua đây gọi rồi. À. Hình như là đợt trước làm kiểm tra đúng không? Có một lần mình năm nào nhỉ? Ờ có một lần mình ra là mình làm móng hay làm gì ấy nhỉ? Đúng rồi. Ngày trước chung quán ấy nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Ok, Phi Minh lấy màu đen nhá. Ok nha, chị chốt cho rồi. Dạ, cái quần này. Một áo em đang mặc còn cái quần đang mặc 220. Mai đi vào sổ kê, số bán hàng thì ừ. Trung Phạm kệ đi, Trung Phạm lấy áo khoác. Chốt cho Thủy chưa? Thủy Đỗ đây. Chốt cho chị Trang màu đen này. Em lấy màu đen, Vi Minh lấy màu đen à? Có số điện thoại cho em yêu ơi, Vi Minh có số điện thoại chưa nhỉ? Minh ơi, lấy màu đen cho chị số điện thoại đi nhá. Các chị ơi nhớ là màu cộng số điện thoại cho em, màu ghi lên đây này các chị yêu này, màu ghi lên đây nhá. Màu ghi cũng đẹp nhá các chị ơi. Chị không thích bộ ấy nhá. Bộ này à? Em thích bộ chui với em thích cái quá, mặc kéo khá không làm được. Thì nó cũng cùng với bộ đúng rồi. Em ngồi làm bộ chui chỉ là bộ chui thôi. Bộ chui rồi đấy. Bao giờ thì có bộ chui ạ? Bộ chui, bộ chui chất kiểu un mì hoặc chất như thế được. Chị còn một bộ chui còn đang nhìn đang định để chị mặc em lấy thì em sẽ bộ. Mai với bộ còn đang để chị để chị mặc thì không muốn bán lại vì nó đẹp quá. Bộ cung ba đẹp kìa. Bộ ba chất đẹp cực luôn. Màu đen cho chị số điện thoại nhá. Có áo len không bo đây em yêu ơi, chị có áo len không bo mà. Ok, trang màu đen.
đấy, tính ha này, các tình yêu này, trời ơi lên đẹp lắm ấy, chụp các bộ chị mặc đấy. Màu sai gì vậy ạ? À? Nó không có sai. Màu tím than, màu đen. Áo chị mặc là bộ đấy 200. Áo chị mặc á là 110k nhá. 110k nha em yêu ơi. 110k em mặc lên đẹp lắm. Chị hôm nọ nó là len nhá các chị ơi, nó là len nhá. Các tình yêu để ý giúp em. Em gửi số điện thoại rồi á. Cho em gửi gì em yêu ơi, cho chị số điện thoại đi, cho chị số điện thoại đi. Còn bộ khác chị? Còn đúng một bộ. Chất nó đẹp lắm. Hôm trước thì toàn bộ chui, tất cả đều là bộ chui, hôm nay mới về bộ khóa. Không dùng đâu chị ạ, không dùng đâu. Chắc đẹp lắm. Chắc thích lắm ấy. Vi ơi, em cho màu đen cho chị số điện thoại đi nha em yêu nhá. Chị mặc thử đi. Trời ơi, chắc quá đẹp luôn ấy. Dạ. Không biết là bao giờ mới lên ấy. Hôm nào mà có like thì đi xuống đấy, biết nhà rồi. Dám của nó là gần 20 giây. 4232. Sao Minh Vi lại chưa ghi số điện thoại đấy? Chị em cảm ơn chị nhé. Đây nhá. 0963074232 á. À tại điện thoại em dơ. Ok. Đấy. Ok em nhá. Ok chị hiểu rồi. 0963074232 hả? Một màu đen, một màu đen. Ok nhá, chị cho em một cái màu đen nhá. Mấy cái phím đấy nó bị liệt đúng không em? Mấy cái số đấy nó bị liệt đúng không? Ok luôn, cho em một cái màu đen nhá. Cho em một cái màu đen luôn. Các chị yêu không đặt áo này mai cũng không còn đâu ạ, tại vì số lượng còn ít lắm các chị nhá. Số lượng còn rất ít luôn. Em bán giá này gần như là tặng các chị luôn rồi đấy, gần như là tặng các chị 101. Một cái áo len đây, khách vừa đến lấy đây, khách vừa đến tận nhà lấy luôn. Thỉnh thoảng điện thoại chị cũng bị như thế đấy. Nhiều lúc muốn nhắn tin ấy, có dấu không nhắn nổi. Màu đen này, màu đấy, hai màu rất là hay nhầm đấy. Màu than này, các tình yêu này, màu than này. Len của nó là len như thế này, em không hiểu, không biết gọi nó là len gì này. Nó dệt như thế này nhá. Thường là những cái ren len như này nó ít khi nó bị xù lắm các tình yêu, ít khi nó bị xù lắm. Đấy, các chị thấy chưa? Có loại khác đấy nhưng mà nhiều quá chị chẳng biết liver cái gì. Nhiều áo len lắm. Len mũ, len các kiểu có hết luôn. Em yêu ạ, nhiều áo len lắm ấy. Ở đây có ai hóng bộ len không? Lát để em lên mặc bộ len cho các chị nhá. Lát em mặc bộ len cho các chị nhá. Còn chị yêu nào mà chưa chốt được áo này thì chốt nhanh đi ạ. Chốt nhanh đi ạ. Màu cộng số điện thoại cho em nhá. Màu cộng số điện thoại cho em nha các tình yêu nhá. Đấy, các chị nhìn thấy sát màn hình chưa? Đây. Khách nhà em đến tận nơi mua luôn mấy màu liền đấy các chị ạ. Đen trắng ghi màu nào lên rất là xinh luôn. Quan trọng là mình mặc cái áo này là mình cảm thấy thoải mái. Có phổ lõi hay cánh rơi không ạ? À, chị không có đâu em ơi, chị không có đâu nhá. Không có cổ lọ hay cánh rơi đâu. Cái áo đỏ này là bỏ ra được không? Chào Hương nhá. Có quyển sổ bán hàng hết sổ. Không ghi vào mai nó quên. Không có cổ lọ hay len cánh rơi luôn, chị chỉ có len này thôi, có len này thôi nhá. Mặc thích cực kỳ luôn nhá các tình yêu nhá. Ai lấy thì chốt cho em nhá. Màu cộng số điện thoại cho em nhá. Chất của nó thì các chị không chê được rồi. Cái riêng cái chất này ấy. Đứng lên nhá các tình yêu. Hương ơi có cái len khác nhưng mà thích kiểu nào nhỉ, để chị lên xem nhá. Mọi người nhá. Áo len này đẹp mà. Các chị yêu có thích len mũ không thì em xin em mặc len mũ cho các chị xem.
nhiều quá không biết mặc cái gì chị ạ. Cổ trái tim thì không có đâu bạn ơi, cổ trái tim thì không có đâu, đây chỉ có cổ tròn thôi, cổ tròn dễ mặc lắm các chị ạ, không có cổ trái tim đâu nhá. Có len này này, có len mũ này này mặc cũng xinh này các chị yêu này. Đấy, ai lấy thì ok cho em này. Hàng len đỏ này là 150 nhá. Len đỏ này hàng đắt hơn. Nên là liver từng cái thôi, không như thế là loạn lên đấy. Em mặc bộ len đi nha các chị nha. Mặc bộ sang bộ len nhá. Bộ len mới về luôn này các chị ơi. Bộ len mới về này. 290k một bộ nhưng mà đẹp lắm. Để mặc thử cho các chị xem nhá. Ai lấy màu gì cứ cho đi nhá. Ai lấy áo màu gì cứ cho đi ạ. Đến hết pin rồi. Có cái sạc thì không có sạc. Lên bộ len cho các chị yêu nha. Cái này có cả màu đen nhá các chị nhá. Có cả màu đen nhá, màu bo nhá, nó là bộ len nhá các chị yêu nhá. 60kg đổ lại mặc thoải mái luôn nhá. 60kg đổ lại mặc thoải mái luôn. Có đen và xanh. Có đen và xanh nhá. Ai lấy màu nào thì chốt em màu của chú điện thoại xem nhá. Màu của chú điện thoại xem. Hàng này là 290 nhá các chị yêu ơi. 290 nhá. Bỏ cái ghi màu này đi đã nhá các chị nhá. 290, màu xanh rất là đẹp luôn này. Cả bộ là len luôn, áo len quần len luôn nhá. Áo len quần len luôn, màu đen của nó đây này các chị yêu này. Màu đen của nó đây. Đấy. 290, đây là bộ màu đen ạ. Màu đen. Áo đen đây. Đấy, áo đen đây nhá. Em xem áo ghi vừa đấy ạ. À đây, Hằng ơi, áo ghi đây nhá. Xem áo ghi này. Áo ghi này thì chất quá đẹp luôn rồi, có 3 màu cơ em yêu ạ, có 3 màu cơ. 110k một cái thôi. Đây này, chị dơ sát như thế này để em xem chất của nó luôn. 110k một cái. Các chị thấy chất của nó rất là mịn chưa? Mịn mà đanh như riêng hàng này là rất là khó xù này. Hầu như là không bị xù luôn đấy. Không bị xù luôn đấy các tình yêu ạ. Đấy, áo ghi này chị vừa mặc rồi đấy. 70kg không vừa đâu. Cái bộ này của em á, chốt cho 58 cân đổ lại thôi nhá. 58 cân đổ lại thôi. Ai lấy thì ok cho em này. Em đứng lên đây cho các chị xem nha. Đấy, đẹp chưa? Chưa? Đấy, ai lấy thì chốt của em nhá, xanh. Đúng rồi, Hương Thu nhá, chốt cho Hương Thu màu ghi 110k. Ok, chốt cho Hương Thu màu ghi 110k này. Hương Thu một cái này. Đây, đứng xa lại cho các chị yêu xem cái bộ len này này. Quá là đẹp luôn đấy. 290 nhá. Ship 25k nhá. 290 nhá các chị yêu ơi. Có xanh và đen nhá, các chị yêu nhá, có xanh và đen nhá. À đây, dơ ba màu em xem, nó không phải là cánh thơ nhưng nó cũng dạng dạng như thế, nhưng mà mặc thích cực kỳ luôn đấy. Nó gần như thế đấy. Hôm nay chị, trời ơi, nhiều người hỏi bộ chui quá nhờ, chị không lại không có bộ chui tóc thù ạ. Đây, màu ghi. Màu ghi này. Ghi này, màu đen này em yêu này. Màu đen này. Và màu than nhá, màu tím than nhá. Ghi đen tím than nhá. Ai lấy màu nào thì chốt giúp em màu cộng số điện thoại cho em nhá. Màu cộng số điện thoại cho em nhá. Các chị yêu nhá. Mắt thì chiếu giờ dính như gì, có chị cứ dặn dặn. Đấy, bộ len này. Bộ len em mặc này các chị nhá. 290k. Có đen và xanh. Xanh này đẹp lắm đấy các chị ạ. Xanh này rất là đẹp luôn mà nó lạ luôn. Các chị thấy
cái này chốt đây thôi. Ai lấy chốt cho em nhá. Đi giày thể thao vào thì quá là đẹp luôn các chị ạ. Đi giày thể thao vào đẹp lắm. 60kg đổ lại mặc vừa luôn. 60kg đổ lại mặc vừa luôn nha các chị yêu nha. Quần len áo len luôn nhá. Quần len áo len sọc của nó đây ạ. Sọc của nó đây nha các chị yêu nhá. Gấu bo. Nó là chất len không phải cotton đâu, cũng không phải umi đâu ạ. Nó là len nhá các chị yêu nhá. Đấy, bộ len này đẹp mặc là ấm lắm này. Đây, sọc viền của nó đây các chị này. Tất cả bằng len hết. Tất cả bằng len hết nha. Em chào chị Trần Uyên nhá. Chào Trần Uyên nhá. 290k một bộ nhá các chị ơi. Nó là áo khoác luôn. Khi nào mà mình không thích mặc bộ thì mình có thể mặc riêng áo khoác với quần cũng được. Đấy, nó là áo khoác luôn nhá. Ai lấy thì ok chốt giúp em này. Còn áo len thì vẫn bán 110k một cái 3 màu nhá các chị nhá. 110k một cái 3 màu luôn ạ. Em chào chị Hợi nha. Chào các chị yêu nha. Mọi người vào đi để em bán bộ len cho các chị đây này. Bán bộ len cho các chị luôn nhá. Khóa của nó cũng đẹp. Tay của nó đây ạ. Tay của nó đây này các chị này. Đấy. Bộ này đẹp mà ấm thật. Bộ này đẹp mà nó là len đấy. Cho mời nó là len đấy. Đây. Màu xanh này cũng đẹp nhá các chị nhá. Màu xanh này cũng đẹp, nó có hai màu, xanh và đen. Chị yêu nào không thích mặc xanh thì mặc đen cho em này. Không thích xanh thì mặc đen cho em nhá. Em 45 ký cộng. Không. Em ơi mặc được mà. 45 cân cả 1m55 mặc thoải mái luôn, không hề rộng một chút nào luôn ấy. Chị cũng 45 cân tại vì nó len, nó ôm mà nó co giãn theo người mình mà em. Đây màu đen cũng đẹp này. Đen xanh mà ấy. Áo này bên trong mình còn mặc một áo nữa. 290 nhá Trần Thuận nhá. Bộ em đang mặc là 290. Các chị để ý luôn là bộ len nhá. Để em ghim giá cho các chị bộ len nhá. Điện thoại của chị đây. Máy hết tin này. Đúng không? Hết tin này. Đây là tháng 7. Bộ này 290 để em ghim giá cho các chị luôn nhá. Ghim giá cho các chị bộ luôn. Có hai màu các tình yêu ạ, đen và than, đen và xanh, đen và xanh nhá, len luôn. Các chị đừng nhầm với chất cotton nhá, nó là bộ len đấy. Bộ mặc trong với em vừa không? Chị Yến ơi, chị bạn 60 mấy cân á, 62 cân thì em sợ hơi mặc hơi ấy. Tầm 60kg đổ lại thì em chốt cho 60kg đổ lại. 62 cân thì mặc được, mặc thì vừa thôi nhưng mà quần bộ len 290k này. Ruby Trần ơi, cứ tầm 60 cân đổ lại nhá. 60 cân đổ lại thì mặc được. 60 cân đổ lại thì mặc thoải mái luôn, có hai màu luôn. Chị ơi, 60 cân thôi, 62 cân thì cũng mặc vừa thôi nhưng sợ cái phần quần nó hơi kích ấy chị ạ. Đây ạ, màu đen, đây màu đen cũng đẹp. Cái phần cạp nó có rút chun nhá các chị nhá. Phần cạp có rút chun nhá. Đi giày thể thao lên đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Ai lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Màu cộng số điện thoại giúp em. Len đang hot đây các chị ạ. Năm nay toàn hot bộ len thôi. Các chị thấy chưa? Em chọn hai cái màu này là hai cái màu đẹp nhất đấy. Mà dễ mặc nhất đây các chị ạ. Nó lại là còn là áo khoác nhá. Là áo khoác luôn nhá. 45 cân em mặc được nhá, em ơi không sợ rộng đâu. Bằng cân chị đây này mặc thoải mái luôn. Kể cả áo len cũng mặc được luôn ấy. Tay bo đây. Em chào chị Hương nhá. Tay bo như thế này nhá các chị nhá. Bên trong mình có thể mặc một áo len hoặc một áo mỏng thôi ạ. Mặc một áo mỏng thôi. Ruby Trần 62kg á. 62kg mà 1m6 thì vẫn mặc được chị ạ. 1m6 trở lại thôi, cái quần này mà cao hơn nữa là 1m65 là hơi bị cộc ạ. Tầm 1m6 đổ lại thôi ạ. Chị không có bộ chui đầu đâu em ơi, bộ chui đầu không có đâu, tóc xù nha. Tóc xù còn đơn gì của chị không hay là chị trả cũng cho em rồi nhở? Chị còn nợ đơn gì của em không nhở? Đấy, à đẹp cho các chị luôn. Chị thấy chưa? Quần của nó đây ạ. Đen và... Hằng ơi, chị dơ cho em xem ở đấy. Dơ cho em xem áo len rồi đấy. Áo len này là 110k nhá Hằng nhá. Chị 1m55 à. Thế thôi chị ạ, 1m55 mà 62 cân. Em sợ hơi chật đấy. Đây này, màu tím hoa này, em này len chị vừa mặc đây mà.
Nó lên lên này mặc cực kỳ đẹp luôn. Mặc đẹp lắm. 110k một cái nhá, Hằng nhá. Màu đen, màu than và màu ghi. Màu đen, màu than và màu ghi em ạ. Em lấy màu nào thì chốt hộ chị màu cộng số điện thoại thôi nhá. Màu cộng số điện thoại thôi, chị chốt cho luôn. Ba màu đẹp, quá là đẹp luôn đấy. Ok chị nhá, khi nào mà có bộ to to thì em chốt cho chị nhá. Tiểu mặn 57 cân mặc thoải mái luôn chị ơi. Tiểu mặn thầu ơi, 57 cân mặc thoải mái luôn nhá. Nó là len mà quần len, áo len mà các tình yêu ơi. Có đen và xanh nhá, có đen và xanh nhá các chị yêu nhá. Ai lấy màu nào thì chốt em màu cộng số điện thoại thôi ạ. Riêng bộ này có đen và xanh ạ, có đen và xanh. Đẹp, đẹp luôn các tình yêu ơi. 290 nhá Hoàng Sa ơi, LV 290 nhá. Năm nay hầu như là hot các bộ len đấy các chị ạ. Năm nay mốt bộ len đấy. Đây này. Quần của nó đây màu đen đây nhá. Màu đen đây. Cái này là thêu luôn nhá các chị ơi, cái này là thêu luôn. Đẹp mà Ruby Trần nhờ, cái này là thêu luôn ạ. Sọc này là len luôn này các chị ạ. Sọc này bằng len luôn nhá. Thêu. Chữ thêu luôn không phải dán đâu. Tất cả sọc là bằng len luôn. Em chào chị Trần Phúc ạ. Đây ạ. Bằng len hết luôn. Và bo ở gấu nhá, bo ở gấu nhá các chị yêu nhá. Đây, áo khoác áo của nó đây ạ, áo màu đen đây ạ. Đấy, mọi người thấy đẹp chưa? Thêu hết tất cả ở quần và áo đều có biểu tượng này và thêu hết nhá các chị nhá. 290 free size luôn. Riêng len thì không có size các chị ạ. Riêng len thì không có size. 62 cân đổ lại các chị mặc vừa ok thoải mái luôn nhá. Mặc thoải mái luôn nhá. Ai lấy màu nào thì chốt em màu cộng số điện thoại thôi ạ. Màu cộng số điện thoại thôi nhá. Bao đẹp cho các chị luôn nha. Hai màu cực kỳ là dễ mặc luôn. Màu xanh lá cây đậm với màu đen này các chị này. Đấy, chị nào to to một chút thì có thể mặc màu đen được này. Cho nó chìm người xuống nhá. Đi giày thể thao vào đẹp luôn các chị ạ. Đi giày thể thao vào bao đẹp luôn nha. Màu đen và màu xanh. Sọc quần, sọc áo nó giống nhau nhá các chị ơi. Sọc quần, sọc áo nó giống nhau nhá. Nó có túi này. Bên dưới ạ, quần len có túi nhá. Co giãn thoải mái luôn các chị ạ. Có dạng thoải mái luôn. Bên trong mình có thể mặc một áo len. Rồi mặc cái áo khoác len này qua ngoài ạ. Bên trong có thể mặc một áo hai dây mỏng thôi. Nó là áo khoác mà các chị. Nên nó là áo khoác nhá. À, chị 74 ơi, 290k một bộ chị yêu ạ. 290k nó là hàng áo len nên là em bán 290k nhá. Có bộ Puma thì nó chỉ 250 thôi ạ. Em chào chị Phương Thu nhá. Chị yêu nào thích màu nào thì cứ comment màu cộng số điện thoại cho em chốt hàng cho nhá. 60kg đổ lại mặc thoải mái luôn ạ. 60 cân đổ lại mặc thoải mái luôn các tình yêu ơi. Cả đen và xanh nhá, cả đen và xanh luôn. Đang vẫn may áo bên thế nào đây. Chị xem nào. Đen và xanh, cái phần bụng của nó là có dây thắt nhá các chị nhá. Có dây thắt như thế này nha. Đây này, rút chun luôn. Rút chun luôn nha các tình yêu nha. Ai lấy bộ đen thì cứ chốt cho em nha. Váy len nha, đến váy len nha các chị ơi. Váy len của em đây. Váy len này chất cực kỳ thích luôn này. Đây, váy len này hôm qua mà chị yêu nào mà đặt hàng chưa có hàng thì hôm nay chốt luôn này. 180k nha. Váy len luôn nha. Bao đẹp cho các chị luôn. Hàng len thêu dày dặn đẹp luôn nhá. Đây. Không được đi. Không được đi á. Đi đâu? Trời. Ừ, hôm nay Hà bảo là ra Hà đưa đi siêu thị Dũng Linh chơi. Thế con gọi cô Hà xem. Nhá. Đi. Con gọi đi xong là vào đây mẹ ấy nhá. Mẹ bảo đi. Mẹ không bảo nhá. Ừ. Gọi được cô Hà bảo đi thì ấy. Đưa điện thoại mẹ đây. Cầm điện thoại ra đây mẹ gọi cho. Điện thoại kia để điện thoại đây ở đây. Tao xin với em. Anh ơi mặc cái xin. Ai lấy cái này thì chốt em này, không em mặc sao áo len đỏ nha các chị nhá. Đỏ này còn đúng 2 cái thôi ạ. Đỏ còn đúng 2 cái, còn lại toàn màu nâu thôi các chị nhá. Còn lại toàn màu nâu thôi ạ. Nó sẽ hết sập nguồn rồi còn đâu. Sập nguồn rồi. Này cái màu vòng tay này giống hệt cái màu áo này luôn nhỉ. Đấy lấy màu vòng tay cho mình bộ xanh nhé. Lương Nghiệm ơi, chốt màu xanh 290 cho em số điện thoại nha chị yêu ơi. Chốt màu xanh 290 cho em xin số điện thoại đi ạ. Ok nha, em chốt cho chị một bộ xanh nha, màu blend nha. Số lượng có ít lắm các chị ơi. Xanh có 25 bộ và đen có 25 bộ thôi. Chị yêu là nhanh tay cho em.
Chị cho em số điện thoại đi, em chốt hàng cho chị ạ. 707. Cho em xin số điện thoại đi, em chốt hàng cho chị nhá. Đây con bảo cô Hà có đi Dũng Linh vào đón con. Có gọi không? Hả? Mẹ gọi đi. Mẹ gọi con nói nhá. Không mẹ. Con tí mẹ cho đi mua gì thì mua nhá. Mà. Mẹ bảo đi. Đây, cô Hà bảo mẹ đấy mà bảo tối vào chở Phong Khánh đi mà. Con bảo mẹ. Và cô thì có đi Dũng Linh không thì cô ấy cô bộ không có size đâu én nhỏ, em bao nhiêu cân, em bao nhiêu cân, bộ không có size nhá. Lương Nghiệm có lấy màu xanh thì chốt cho chị cộng số điện thoại nha em yêu ơi, cho chị số điện thoại đi chị chốt. Cô Hà ơi, đây không leo vì nhá, không leo vì nhá các chị nhá, nói đi. Áo đó giá bao nhiêu tiền vậy không cháu? Nghe nữa. Cái này là bộ, cái này là bộ không phải rời đâu ạ. Cái này em mặc là bộ đấy các chị ơi. Bộ len nhá. Bộ len nhá các tình yêu nhá. Chàng hít tắt. Đây ạ, bộ len hàng thêu luôn. Xuân Nghiệm có lấy thì cho em xin số điện thoại đi. Én nhỏ em bao nhiêu cân? Để chị xem em. 40,5, 1m50. Thì hơi rộng đấy. Alo. Hơi rộng đấy, phải tầm 45 cân trở lên nhá. Hơi rộng đấy. Em bảo cả đi Dũng Linh không vào đón anh. Đi Dũng Linh không? Đây ạ, thêu này các chị này. Thêu đẹp luôn nhá. Đi Dũng Linh không? Đấy, cả sọc tay của nó cũng bằng len chứ không phải hình dán đâu. Không phải hình dán đâu nhá. Sọc eo vì này. Đấy, thêu đẹp luôn này. Các chị nhá. Ai lấy cái bộ màu nào thì chốt cho em số điện thoại đi. Chốt cho em xin số điện thoại nhá. Rồi tí cô ở đó. Chốt cho em xin số điện thoại nhá các chị ơi. Con mượn. Không mượn hết pin rồi. Chị Lương Nghiệm có lấy bộ màu xanh không thì cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Cho em xin số điện thoại thì em mới chốt hàng được ạ. 290k một bộ nhá. Én nhỏ ơi, bộ này em mặc rộng rồi không mặc được đâu em ạ. Bộ này 40 cân thì hơi rộng đấy. Tầm 45 cân trở lên cơ. 45 cân trở lên mới vừa nhá, mà tầm 1m6 trở xuống thôi các chị ạ. Cao quá thì bị cộc nhá. Cao quá thì bị cộc. Cái phần dưới của nó là bo này các chị này. Màu xanh này bạn nào trắng trắng mắc rất là đẹp luôn này. Xanh với đen nó không bị xanh quá đâu, màu xanh lá đậm đẹp luôn đấy ạ. Màu xanh lá đậm đẹp luôn. Đen này thì ai cũng có thể mặc được này các chị này. Đen ai cũng có thể mặc được luôn nhá. Én nhỏ có lấy thì ok chốt hộ chị đi. À quên. Xuân gì ấy. 58 ký mặc được nhá chị Thanh ơi, 58 ký mặc được, nó là áo len mà chị ơi. Nó là áo len nên là mặc được, mặc thoải mái luôn, co giãn thoải mái luôn nhá. 58 ký mặc thoải mái luôn, không lo luôn đấy. Có được kiểm tra hàng trước? Em không cho kiểm tra hàng đâu các chị yêu nha. Trường hợp mà hàng bị lỗi hay gì thì em cho các chị đổi thôi, chứ không được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các chị cứ nhận hàng đi, nếu mà hàng bị lỗi hoặc là không vừa hay gì thì em cho các chị đổi thoải mái luôn. Đổi thoải mái luôn nhá các chị nhá. Đây ạ, màu xanh này các chị ạ. Màu xanh này là xanh lá cây. Không, vâng, hết pin chị ơi. Hết pin, bây giờ em mới vừa cắm sạc vào xong đấy chị Thúy ạ. Vừa cắm sạc vào xong ạ. Đây, đẹp chưa các tình yêu ơi? Thêu đẹp luôn nha, thêu đẹp luôn nha. Đây là eo vì đẹp luôn này các chị này. Đấy, chị còn mất không lấy mà. Ai lấy thì chốt giúp em nha, ai lấy thì chốt giúp em. 290. 290k một bộ nha. Xanh và đen. Chị gì kia không chốt không cho số điện thoại à? Chị yêu chốt không cho số điện thoại à chị ơi? Cho số điện thoại thì em mới chốt hàng được ạ. Đấy. Hai màu này dễ mặc lắm. Ai mặc cũng đẹp luôn. Len đẹp luôn này các chị ơi. Đấy, các chị thấy chưa? Năm nay là hot hết bộ len đấy. Em chào chị Ngọc Liên này. Năm nay là bộ len là hot đấy. Trên chị kính. Có tình yêu nào lấy nữa không thì để em. Em chuyển sang kiểu khác nha các chị ơi, em chuyển sang kiểu khác nha. Em chuyển sang kiểu khác nha. Bộ này tình yêu nào lấy thì cứ chốt hộ em nha. Bây giờ em chuyển sang cái gì được nhờ các chị ơi, mặc sang cái gì được nhờ? À mặc ấy đi, mặc váy len đi nhá. Em mặc váy len cho các chị nha. Đợi em một phút em mặc váy len cho các tình yêu nha. Đây.
váy lên đi các chị ơi, em mặc váy lên cho các chị nha. Cả nhà chia sẻ bài của em đi ạ. Mỗi người cho em xin một chia sẻ nào. Mặc váy lên này xem nào. Lên về mập nhà luôn mà chẳng biết đi vào cái gì trước các chị ạ. Lên nâu này có mấy cái rồi này, số lượng không nhiều đâu. Hello mọi người nhá. Ta chào chị Thanh Xuân nha, màu nâu này các chị ơi. Màu nâu là cái này á, 65 kg đổ lại mặc thoải mái luôn. Đợi em đứng lên cho các tình yêu xem nhá. Em đứng lên cho các chị xem, đợi em đi tôi tất này vào xem, đứng lên cho các chị xem luôn. Đẹp lắm các chị ạ. Nó chị nào mà cửa thấp thì mặc thành áo à, thành váy, chị nào mà cao thì mặc thành áo. Cái áo mà em đang mặc này chất nó dày lắm. Dày đẹp lắm các chị ạ. Mặc được trời lạnh luôn đấy. Chứ không phải hàng thời trang mỏng mỏng đâu, 180k thôi. Em còn có mười mấy cái thôi nhá. Ai lấy thì chuẩn bị vào hóng luôn đi nhá. Màu nâu tây này đẹp này. Không biết là màu nâu tây hay màu nâu gì ấy. Đỏ còn có hai cái thôi, đỏ còn đúng hai cái hay sao ấy. Đây xong rồi, để em lấy đôi giày nhá các chị yêu nhá. Đợi em một phút nhá. Người vào đi, người vào giúp em đi ạ. Đây nhá, váy len nhá các chị ơi, váy len nhá. Váy len nhá, đứng lên cho các chị xem dáng của nó này. Mặc cực đẹp luôn này. Chị yêu nào mà thấp dưới 1m6 thì mặc thành váy được. Trên 1m6 thì các chị có thể mặc thành áo giấu quần. Mặc quần sóc bên trong cũng đẹp nhá. Em bán cho các chị 180k len dày dặn đẹp luôn. Có hai màu đỏ và nâu ạ. Có hai màu đỏ và nâu dày dặn đẹp luôn nhá các chị yêu nhá. Dày dặn đẹp luôn nhá. Ai lấy cái len này thì chốt nhanh của em này. Màu nâu này, dáng suông này, 65 kg đổ lại mặc thoải mái luôn. Em 45 cân thì em mặc thành váy suông như thế này nhá các chị nhá. Đấy, tất cả đây là hình thêu luôn nhá. Tất cả đây là hình thêu luôn này các chị này. Không phải là hình dán luôn nhá, hình thêu luôn. Em có mấy cái này thôi. Số lượng rất là ít và rất là rẻ luôn. Em thề luôn với các chị là cái váy này bán 180k là quá rẻ so với cái chất lượng của nó ấy các chị ạ. Quá rẻ luôn, các chị thấy chưa? Nó đanh như thế này mà len dày mịn như thế này. Cái này bình thường của nó chắc phải tầm 300k luôn đấy. Đây ạ. Đấy, đanh mịn luôn. Riêng cái này em bao giá cho các chị luôn nhá. Bao chất bao giá luôn cho các chị. Đảm bảo là đâu không đâu rẻ hơn luôn. Không đâu rẻ hơn luôn. Đấy, ai lấy thì ok chốt hộ em nhá. Len nâu và đỏ 180k thôi ạ. 180k có nâu và đỏ nhá. Mặc thành váy như thế này này, mặc thành váy như thế này cũng đẹp luôn. Và các chị có thể, chị nào cao quá ấy, cao quá thì các chị mặc thành áo cũng được, áo dấu áo rồi mặc quần sóc bên trong ấy ạ. Mặc quần sóc bên trong cái thùa con này ai có thể mặc được, mặc cực kỳ là dễ mặc luôn. Len này đanh mịn dày, len rất là dày luôn. Đây nha, màu nâu và màu đỏ. Màu đỏ em còn đúng hai cái luôn các chị yêu ạ. Màu đỏ còn đúng hai cái luôn ạ. Màu đỏ sát màn hình cho các chị xem nhá. Màu đỏ này chén chung này, màu nâu thì tây này. Màu đỏ chén chung và màu nâu thì tây. Chị yêu nào lấy màu nào thì chốt hộ em màu cộng số điện thoại. Thông Minh ơi, em vừa lên bộ đấy. Em vừa lên bộ đây, em có mấy cái len này em lên nốt cho các chị thôi. Chứ bộ em vừa lên đấy chị yêu ạ. Bộ em vừa lên luôn đấy. Đấy, len này ai lấy nữa thì chốt hộ em nhá. 180 nhá. Màu cộng số điện thoại nhá. Len này, riêng len này là 180k nhá các tình yêu ơi.
đẹp cho các chế luôn, bao đẹp cho các chế luôn, mà chất của nó cực kỳ dày luôn các chị ạ, à. Dày dặn đẹp lắm, đanh nịn luôn, thề luôn là cái váy này rất là đẹp. Các chị thấy chưa? Nó là thêu chữ A luôn, tất cả cái mảng này nó là thêu luôn nhá, thêu luôn chứ nó không phải là hình dán vào đâu, nên các chị riêng len này có em nghĩ là quay máy giặt thoải mái luôn đấy các chị ạ, quay máy giặt thoải mái luôn, form đáng xuông. Các chị mặc cái quần tất lưới và đi đi bốt hoặc đi giày thể thao ấy, đi bốt hoặc đi giày thể thao nhá. Em chào chị Linh nhá, Linh Thùy nhá, em chào Linh Thùy nhá. Tối thứ bảy rồi các chị vào chia sẻ bài của em với ạ, cả nhà vào chia sẻ bài của em với để em bán áo len cho các chị đây, em in áo len nhá, em in áo len luôn cho các chị nhá. Em cảm ơn Hồng Minh nhá, chị nhận được hàng rồi à chị? Hôm nay có lấy gì ủng hộ em không? Cái áo len này cũng đẹp lắm này Hồng Minh ơi. Cái váy len này cũng rất là đẹp này chị yêu này. Chị nhận được bộ trắng rồi, thank you chị nhá. Em lấy cái chị à, Ngân Tỷ Tỷ, Ngân Tỷ Tỷ quen thế nhở? Nhà chị ở cây 3 nhá, Ngân Tỷ Tỷ lấy cái chị đang mặc cho chị xin màu cộng số điện thoại đi Ngân ơi. Ok, cho chị màu cộng số điện thoại đi em yêu ơi. Màu cộng số điện thoại đi tình yêu. Chốt cho em. Cho con cái túi vàng ấy. Ok em nhá, lấy màu nâu luôn à em yêu ơi, lấy màu nâu nhá. Đẹp, em ơi, cái len này đẹp lắm. Chỉ có mấy cái thôi à, không nhanh là hết đấy. Không nhanh là hết luôn đấy, không còn đâu. Ngân Tỷ Tỷ này, chốt cho Ngân Tỷ Tỷ một cái nhá. Có bộ đấy em ơi, có bộ đấy. Ok, màu chị đang mặc là màu nâu tây. Chị cao 1m67 á, chị ơi ơi. Chị mặc thành, mặc với quần legging hoặc quần len. Không thì chị có thể mặc quần sóc bên trong. Mặc đẹp luôn. À đứng dậy em xem ở đây, ok chị đứng dậy luôn. Đứng dậy cho em xem luôn, đây, đẹp chưa? Đấy, nó là váy mà. Nếu mà cao thì các chị mặc thành áo cho em nhá. Cao như thế này, mặc lên như thế này này, đẹp lắm, mà bên trong mình mặc một cái quần sóc ấy các chị ạ. Bên trong mặc một cái quần sóc ấy, thành áo giấu quần luôn. Hồng Minh mặc quần sóc cho em đẹp luôn. Nè, ơi, thêm một thằng ngoài. Không biết, con ra xem nào. Thêm một cái túi hả, không chưa. Ngân Tỷ Tỷ này, ok nhá. 180 thôi, em đang bán tặng các chị 180 thôi, dày dặn đẹp lắm. Thằng Khánh ra 0166 này. Con để cái máy đi cho chốc cô này. Ngân cô làm kìa. 0166 895 7152. Khánh ơi, quay Khánh, lại đây. Khánh quay lại ngay. 7152. Cái kia để cô Ngân. Ok nhá Ngân nhá. 180k nhá các tình yêu ơi, chị chốt cho Ngân một cái này. 180 này. 46kg 1m6 mặc đẹp mà em, mặc đẹp luôn. Đây thả tay xuống em xem đây, thả tay nó đẹp mà. Tay nó đẹp lắm, chẳng quá nóng quá thì chị kéo lên thôi. Ngân này tay của nó đẹp lắm này, đây này. Đấy, bo tay của nó đây nha em nhá, bo tay của nó đây. Rất là vừa vặn đẹp luôn. Chị kéo xuống cho em xem thôi tại vì nó nóng ấy. Nóng ấy nên là chị kéo lên luôn nhá. 100 để em ghim giá lên lên đây cho các chị nhá. Len 180 nhá, len 180 nhá các chị yêu nhá. Bao đẹp cho các tình yêu luôn. Đợi chút em ghim giá lên nha, cả nhà vào chia sẻ của em đi. Len 180k này, dày dặn mà cực kỳ đẹp luôn. Chị Thuận ơi, 180 chị yêu nhá. 180 để em ghim giá lên đây cho các chị yêu luôn. Bao đẹp cho các chị luôn, các chị thấy chưa? Đẹp lắm, dày dặn, đẹp lắm. Thế luôn là không còn hàng đâu. Không còn hàng đâu, mấy cái nữa là hết rồi ạ. Mấy cái nữa là hết rồi, các chị thấy chưa? Len chữ A này có túi luôn đây nhá. Có túi luôn đây nhá. An Giang ship 25k. Em yêu ơi, riêng đồ len nhà chị ship 25k nhá. Vâng, đợi em chút nha chị Hồng Liên ơi. Em xong mấy cái len này rồi em lên mẫu phát cho chị nha. Riêng đồ len này chị ship có 25k thôi. Các tình yêu nha, bao đẹp cho các chị yêu luôn nha. 17180 các chị ơi, 180 nha. Ai lấy thì chốt cho em nha. Chất của nó rất là đẹp luôn. Dày đẹp luôn các chị ạ, dày đẹp luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Cái áo này thề luôn bán 180 là em còn đang thấy rất rẻ. Bản thân em bán cái giá này em thấy còn rất là rẻ luôn đấy. Mọi người không lấy nhanh tay à, ở đây còn có hơn chục cái thôi. Giá hết sạch sạch xanh luôn rồi. Hơn chục cái thôi nhá. Mùng lâu này rất là tây luôn này. Trời ơi, Ngô Thị Thảo ơi, chị cũng chưa nhận được áo già. Chưa nhận được áo già, sao lại lâu thế nhở? Để em hỏi lại chị nhá. Không nói em hỏi các bạn mà là cho đi rồi. Mà đơn nhà em là phát luôn trong ngày ấy chị ạ. Không để lâu đâu ạ. Đẹp lắm các chị ơi, màu nâu tây nhá, hình này là hình thêu nhá, váy lên chữ A nhá, ai đấy thì chốt giúp em nhá, ai đấy thì chốt giúp em nhá,
Bao đẹp cho các chế luôn nha. Bao đẹp cho các chế luôn. Vừa đẹp vừa rẻ. Hà Lê ơi, đợi chút em lên cái này thôi. Em chỉ còn mấy cái này thôi chị ạ. Em chỉ còn mấy cái này thôi. Em lên nốt mấy cái này thôi là em chuyển kiểu khác cho chị yêu nha. Đứng xa xa cho các chị yêu xem này. Xa xa cho các chị yêu xem form giá của nó nhá. Các chị có thể đi giày thì sao, đi bốt cổ ngắn luôn nhá. Đi giày thì sao, đi bốt cổ ngắn. Đấy, đứng lên này các chị thấy hết cái váy của nó chưa ạ? Hết cái váy của nó chưa? Kiểu của nó là thế này nhá. Kiểu của nó là thế này nhá các chị nhá. Váy lên suông nhá. Mặc thoải mái lắm các chị ơi, mặc thoải mái lắm ạ. 65kg mặc được mà, 65kg chị mặc thành áo luôn đấy. 60 cân thôi chị ơi. Chắc là 60 cân đổ lại thôi nhá. 60, 62 cân thôi. 65kg thì mặc hơi bó đấy chị ạ. Còn màu khác không chị coi. Em có một kiểu này thôi chị ơi. Đồ dài tay đi chị. Ok, lát nữa chị lên nhá. Chào Mai Loan nhá. Chào mọi người nhá. Đang lên này cho mọi người. Nếu mà chị nào cao thì mặc một cái quần sóc đi cho trẻ em. Còn thấp thấp như em thì mặc thành váy luôn. Bốn hai ký không bị rộng đâu, chị có 45 cân. Thực ra thì cái này nó là dáng suông mà, mặc rộng rộng này mới đẹp cho em, mặc rộng rộng như thế này mới đẹp. 60kg đổ lại mặc thoải mái luôn các chị nhá. 60kg đổ lại mặc thoải mái luôn. Em có màu này và màu đỏ, em có màu này và màu đỏ. Màu đỏ còn hai cái thôi chị ạ. Màu đỏ còn hai cái thôi nhá, còn lại nào toàn màu nâu đấy. Màu đỏ còn đúng hai cái luôn này. Chị yêu nào lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em nhá. Chị nào thích trẻ trung thì màu đỏ này, thích tây tây một chút thì mặc màu nâu này. Nói chung màu nào cũng đẹp các chị ạ. Màu nào lên form của nó cũng đẹp luôn ạ. Mẫu khác á? Ok nhá, để em đợi xong kiểu này đã. Alo ạ. Vâng, vâng. Vâng. Đấy, thế thì giống nhau mà. Vâng. Vâng, đúng rồi đấy. Đúng thế, thì em bộ đấy size ML mà. Thế ạ, em bộ đấy ML thôi. Thế ạ. Vâng, vâng. Yêu ơi, Lan Ngô ơi, đặt hàng từ hôm qua mà không thấy gọi á. Chị đặt cái gì ạ? Chị đặt cái gì? Hôm nay nhân viên nhà em gọi để em xem lại đơn của chị nhá. Ok, đây Duyên ơi, chị đây, sorry mọi người một chút nhá. Có màu nào nữa không? Có hai màu thôi. Đỏ với đấy thôi. Ship Phú Thọ chị Hoàn Lan ơi, ship Phú Thọ là 25k nhá. Ship khắp nơi là 25k. Đây là váy nhá Vân Hoàng ơi. Thực ra thì những người thấp như mình thì mặc thành váy, mà cao thì mặc thành áo được mà các chị. Cao thì có thể mặc thành áo giấu quần với một cái không Lan Ngô ạ. Lan Ngô. Cao thì mặc thành áo nhá. Ví dụ các chị mặc cao lên như thế này bên qua. Các chị mặc quần sóc cho em nhá. Mặc quần sóc cho em nhá. Đấy, bao đẹp cho các chị luôn nhá. Thế không có tên. Đấy. Mặc thành áo với váy đều được mà các chị ơi. Mặc thành áo với váy đều được nhá. 180 thôi, thề với các chị là len của nó rất là đẹp luôn. Len của nó dày dặn đẹp luôn nhá. Các chị thấy không? Đấy, dày đanh như thế này. Bao đẹp cho các tình yêu luôn. Bao đẹp cho các tình yêu luôn. Màu nâu và màu đỏ nhá. Màu nâu và màu đỏ nhá. Hai màu nhá. Hai màu cho các chị yêu lựa chọn nhá. Đấy. Form dáng của nó rất là đẹp. Có túi này các chị này, có túi bên dưới này này. Đấy. Các chị có thể đi bốt đi giày thể thao nhá. Ô, đặt áo phao Lan Ngô. Có ai gọi điện cho chị chưa chị ơi? Có ai gọi điện cho chị chưa ạ? Phao ngắn là chị Lan ơi, đợi em chút nhá. Có ai gọi điện cho chị chưa chị yêu ơi? Có ai gọi điện cho chị chưa ạ? Lan Ngô em nhớ rồi, có áo phao với lại áo phao mà gi lê đúng không chị?
áo len xanh mình mang chữ V với áo phao. Sao lại không có đơn của Lang Ngô ở đây nhỉ? Em không có đâu Xuân Phạm ơi. Cái này của em là 62kg đổ lại các chị mặc thoải mái luôn nhá. 62cân đổ lại các chị mặc thoải mái luôn. ạ. Con hỏi xem là có người đơn không có. Không có á, thế thì chị phải đặt lại cho em rồi. Chị cho em xin lại số điện thoại đi chị ơi. Một đống kia có Lang Ngô không? Không, bên dưới không? Ôi thế thì chị ơi, chị đặt áo phao gì ạ? Chị đặt, vâng, chị đặt lại hộ em với, chị đặt lại hộ em với nhá. Các bạn ấy không gọi được hoặc là sót đơn của chị rồi. Chị Lang Ngô nhá, ok chị nhá. Chưa có ai gọi điện là chưa có đơn đâu chị yêu ơi. Bây giờ chị đặt giúp em với áo len chữ V với áo. Phí ship là 25k thôi nhá các chị ơi, phí ship là 25k thôi. 0985 không, chưa ai gọi điện cho chị đấy hết. 0985 này 376895 376 này 985 đúng chị? 0985 376895 0985 này 3768. Ôi, đấy em biết nhầm. 0985 này 376895. Rồi ok nhá. Không bảo chụp cho xem lấy bộ áo phao để lấy áo phao cho người 30 tuổi ý. À, thế thì chưa có đơn rồi. Thế bây giờ em rồi ok, em sẽ chốt cho chị một cái áo len. Vâng, lát nữa em chụp áo phao cho chị nhá. Bây giờ em chốt cho chị một cái áo len này. Len màu gì nhỉ chị nhỉ? Len màu gì để em xem lại màu thế nào. Ok, một xanh tím than chữ V nhá. Em chốt cho chị một xanh tím than chữ V mà. Mai các bạn qua điện có thể báo lại cho em nhá. Ok nhá, em chốt lại cho chị. Chị cao có 1m53 thôi. Nhưng mà mặc thoải mái luôn, ai cũng mặc được luôn nhá, cái áo này ấy. Cao quá 1m6, 1m7 mặc thành quần, thành áo. Áo mẹ lấy lên nhà để rơi ra. Ok Lan Ngô ơi, mai các bạn gọi lại cho chị nhá. Mai các bạn gọi lại cho chị nhá. Tình yêu nào lấy áo này 180 chốt luôn này em nào. Váy nhá, nếu mà em thấp thế này em mặc thành váy luôn các chị ạ. Em mặc thành váy luôn. Ai mà cao chút thì mặc thành áo. Ví dụ các chị cao mặc cao lên như này, bên trong các chị mặc một quần short cho em nhá. Cao quá thì mặc quần short cho em nhá. Phải Lan Ngô, có Lan Ngô không? Không có. Áo phao. Đấy, đẹp lắm các chị ơi, chất rất là dày luôn này. Chất là dày. Nhưng chị chụp cho xem áo. Vâng, ok chị ạ. Màu đỏ chị giơ lên cho mọi người xem nha. Màu đỏ thì còn đúng 2 cái thôi. Màu đỏ đây ạ. Duyên ơi, chị giơ lên cho em xem màu đỏ này. Đấy, màu đỏ của nó đây nhá. Ok Lan. Đây, màu đỏ đây này. Các chị yêu này. Ai lấy đỏ thì chốt em nhá. Đỏ và nâu có đúng 2 màu thôi các chị yêu ạ. Có đúng 2 màu thôi ạ. Thực sự là phao nhà chị không còn mấy đâu Lan ơi. Phao nhà chị không có mấy đâu. Nên là hôm nay về nhiều áo len, chị liver áo len cho mọi người nhá. Liver áo len cho mọi người nha. Mấy cái này thì đẹp xuất sắc luôn. Mẫu khác là ok, đợi chị xong cái kiểu này đi xong chị lên mẫu khác cho. Xong kiểu này là nhá. Đấy. Màu đỏ đẹp lắm này Duyên này. Màu đỏ đẹp lắm này. Màu đỏ còn đúng 2 cái luôn ấy. Chất rất là dày dặn đẹp. Dày đẹp luôn. 60-62 cân đổ lại bằng thoải mái luôn nhá các tình yêu nhá. Màu nâu tây này. Ok em chào chị Thúy Lộc nhá. 180k thôi, bán cho các chị 180k một cái thôi. Đẹp lắm các tình yêu ạ, đẹp lắm luôn ấy. Chỉ có 180k thôi nhá. Chất là đanh mịn đẹp, đanh mịn đẹp. Màu nâu, màu đỏ và màu, hai màu, màu nâu và màu đỏ nhá. Dày dặn lắm. Màu khác đi à, mọi người không thích cái này à? Hôm qua tranh nhau với em không có. Thế luôn hôm nay ở dưới kia còn có mười mấy cái là em phải vét hết luôn ấy. Ở dưới kia họ báo về còn đúng mười mấy cái là em phải lấy hết luôn. Ok em nhá, mai chị gọi lại cho em. Mai chị gọi lại cho em nhá. Đấy, đẹp lắm các tình yêu nhá. Ai lấy thì chốt, ok chốt hộ em nào. Màu nào thì chốt nào. Có đúng màu đỏ và màu dệ, màu nâu thôi. Màu đỏ và màu nâu thôi. Thế luôn là mọi người không mua cái này là đẹp. Em ở cây 3 nhá chị Ngân ơi. Em ở cây 3 thành phố Yên Bái nhá.
Ship COD toàn quốc là có 25k thôi, em chào Khánh Thư nhá. Ship 25k nhá, Diệp Mèo nhá, nhà chị ship rẻ lắm. Ship COD cả nước chỉ có 25k thôi. Bao đẹp cho các chị chế luôn, đây là đi quần tất lưới cũng đẹp này các chị này. Mặc quần tất lưới bạn đẹp này, không thì các chị có thể mặc quần legging này. 65kg mặc đường mà chị, 65kg mặc thoải mái luôn. Cái này là 65 cân trở lại mặc thoải mái luôn, nó là len mà. Ai mặc cũng được luôn đấy chị yêu ạ, ai mặc cũng được luôn. Ai thấp thì mặc thành váy như em, còn ai cao thì có thể mặc thành áo. Ship là 325k các chị ơi, ship 25k nhá. Nhà em ship COD toàn quốc là 25k. Chị Hương nhá. Đấy. Màu đỏ còn 2 cái này, màu đỏ còn 2 cái và còn lại là toàn màu nâu. Thì nhiêu nào lấy màu nào thì chốt hộ em. Đúng còn 2 cái đỏ luôn. Còn đúng còn cây 3, cầu dài cây 3 ấy chị ạ. Chị đi vào đường Kim Đồng ấy ạ. Nhiều mà thế luôn, chất bên ngoài của nó đẹp lắm. Mẫu khác đi ạ. Có len ngắn nhá, lên ngắn đi các chị ơi. Mọi người chưa thích len này thì bây giờ tớ lên ngắn cho nhá. Lên ngắn cho các tình yêu nhá. Mọi người đợi em một chút nhá. Đợi tớ một phút nhá để tớ lên ngắn cho nhá. Lệ Giang lấy nâu à? Lệ Giang lấy nâu thì cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Lệ Giang lấy nâu cho em xin số điện thoại đi ạ. Ok nhá, chốt cho Lệ Giang này. Rượu Mèo lấy nâu cho chị xin số điện thoại đi. Trời ơi, không lấy cũng hết luôn ấy. Không lấy cũng đẹp. Ok này, em chốt cho chị. Lệ Giang này, Rượu Mèo này cho chị xin số điện thoại này. Mình một nâu 60. Chị Vương Nguyên ơi, chị cho em xin số điện thoại nhá. Chị yêu nào chết chốt thì cho anh chị em xin số điện thoại đi ạ. Đã lấy thì không cứ đòi điện thoại. Các tình yêu chốt thì cho em xin số điện thoại nha. Mẹ đang bận. Nguyễn Thị Lệ Giang này. Đông. 180 nha các tình yêu ơi, 180 nha. Chốt cho Lệ Giang này. 0916 này. 0916 738613 738 này 613. Ok, Lệ Giang một nâu này. Rượu Mèo này, Rượu Mèo một nâu này, chốt cho Rượu Mèo một nâu này. Có mấy cái như thôi. Ai lấy thì chốt em. Ok nhá. À, Gian Chua. Cái gì đây? Gian Chua Nguyên này. Ok, em chốt cho chị nha, chốt cho mình một nâu nha. Em chốt cho bạn Rượu Mèo này, cho con một nâu. Ok, em chốt cho chị Rắn Chúa. Rắn Chúa đúng không ạ? Em chốt cho chị Rắn Chúa nha. Vương Nguyên là lấy nâu nốt là chị Rượu Mèo này. Không lấy thì dài hết luôn này các chị ơi. Rượu Mèo này 0984 ạ. 818698 818 này 698 0984 này 818698. Ok luôn này. Nâu này, đấy là Rượu Mèo này. Rắn Chúa này, em chốt nó Rắn Chúa này. Ok nhá. 0978 này 0978 997 này 235. Ok luôn. Ok, chốt cho Rắn Chúa này. Rắn Chúa này. Chốt cho chị Vương nha. Cao 1m50, 44 cân mặc thoải mái luôn. Chốt cho chị Vương này. Vương Nguyễn này. Chốt cho chị Vương Nguyễn này. Xong rồi nhá.
hết rồi, còn mấy cái nâu nữa thôi. Đẹp lắm các tình yêu ạ. Đẹp lắm luôn nha. Ai lấy thì chốt luôn em này. Em chốt cho chị rắn chúa rồi này. Vương Nguyễn này. Có hai đỏ và còn mấy cái nâu nữa thôi nhá các chị yêu nhá. Vương Nguyễn này 0962 0962 này. 194875 194 này. 875 này. Ok chị Vương này. Ok chị Vương này. Lê Thị Hòa này, chốt cho chị Lê Thị Hòa đâu đây này. Chốt cho Lê Thị Hòa nhá. Lê Thị Hòa. Em chốt cho chị Hòa này, đâu này. 0942 này, 0942 ạ. À. 0942 chất đẹp lắm các tình yêu ơi. 0942 287696. 287 này. 696. Chất nó đanh mà nó dày dặn lắm, nó không mỏng chút nào luôn. Em chốt cho chị Vương rồi mà. Em chốt cho chị rồi ạ. Vương Nguyễn em chốt rồi nhá. Còn chị yêu nào lấy nữa không ạ? Em còn mấy cái nâu và màu đỏ thôi. Thôi em chuyển sang len này 113 đi các chị yêu ơi. Len em đang mặc 110k nhá. Chị yêu nào lấy thì chốt, em sẽ cho lại cái đỏ này. Ok, chào các tình yêu luôn. Bây giờ em lên len này nhá. 110k nhá các chị yêu nhá. Có 3 màu nhá. Có 3 màu tím than đen và ghi nhá. Tím than đen và ghi nhá. 3 màu cho các chị yêu lựa chọn luôn nhá. Tím than đen và ghi này em đang lấy từng màu cho các chị yêu lựa chọn luôn này. 60 cân đổ lại bằng thoải mái luôn nhá các chị yêu nhá. 60 cân đổ lại bằng thoải mái luôn. Cả nhà vào chia sẻ bài cho em đi ạ. Mỗi người cho em xin một chia sẻ đi nhá. Bao đẹp cho các chị luôn nhá. Bao đẹp cho các chị luôn nhá. Ai ở tổng chị? Ôi Linh Trúc ơi, chị lại lên cái này thôi em ạ. Lên cái này nốt mấy cái này đi rồi là chị chuyển sang kiểu khác nhá. Đây là lúc em mặc quần này, bây giờ em mặc chân váy cho các chị xem này. Bây giờ mặc chân váy cho các tình yêu cháu này, mặc là đẹp luôn này. Ok, mặc thoải mái mà chị ơi, 1m60, 55 cân mặc thoải mái luôn chị yêu ạ. Mặc thoải mái luôn. Em bỏ ghi máu 180 nhá. Bây giờ em bán cái áo này 110 này các tình yêu ơi, 110k này có ghi này. Ghi đen và than nhá, ghi đen và than nhá. Các chị yêu nào lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em nhá. Màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Ghi đen và than ạ. Bao đẹp cho các chị luôn này. Mặc với chân váy và quần đều rất là đẹp luôn nhá. Đằng sau nó có kẻ sọc này các chị yêu ơi, đằng sau nó có kẻ sọc như thế này nhá. Đấy. Các chị lấy màu nào thì cần chốt màu cộng số điện thoại giúp em thôi. Em chốt hàng cho các chị luôn. Màu ghi, màu tím than và màu đen. Ba màu rất là đẹp. Chỉ có 110k một áo các chị thấy chưa? Len dệt đẹp luôn nhá. Len dệt đẹp luôn này các chị ơi. Đấy. Không bay không xù nhá, không bay không xù luôn nhá. Váy em mặc không bán đâu chị ơi, váy em mặc là theo cả set thì em không bán rồi ạ. À. Em không bán rồi váy nhá. 110k chị có rắn chúa có lấy thêm một áo này không ạ? À? Chị rắn chúa chị có lấy thêm một cái áo này không? Ba màu luôn chị nhá. Áo này thì chỉ có 110k thôi ạ. À. Áo này có 110k thôi. Alo ạ? À? Alo. Alo ạ? À? Alo? Alo? 110k nhá chị ơi, rắn chúa ơi. 110k một cái ạ. À. Ai lấy cái nào thì chốt hộ em màu cùng số điện thoại nhá. Ok, em chốt cho Lê Huệ một đen này. Màu đen này vẫn đang có. Kệ người ta có hỏi gì đâu. Màu đen đi đúng không nhỉ? Màu tính than. À cột tóc lên á. Trời ơi, nó ok được. Chà ăn ra. Ok, để em chốt cho Lê. Lê Huệ màu đen nhá. 110k nhá các chị ơi, 110k. Con ra ngoài vậy làm. Con chán con. Chán thì thích đi đâu đi. Vừa máy tính đi con chán chán rồi. Cứ lượn đi. Mày tí con chán. Đấy chán thì con đi chơi đi. Lên anh Nân mà chơi. Báo anh về chơi. Về mà đi đi xem anh mẫu khác à. Vâng, đợi em chút nha. Đợi em chút nha. Cũng cho Lê Huệ ra này. Lê Huệ đi nha. Hồng Minh ơi, đợi em chút. Cái này đẹp mà, các chị ơi, cái này đẹp. 0168 0168 điện thoại đấy, cô Ngân làm việc giờ. 0168 ạ. 950
050 509 là chị số điện thoại đẹp nhất. 0168 ạ. 0168 950 509. Alo ạ. Alo. Gọi lộn. Màu ghi này các tình yêu này, màu ghi nhá. Bây giờ các chị thích lên kiểu nào để em lên cho các chị nào. Đang khả cố là chị phải lên lên có mũi cho các chị xem nhá. Lê Huệ là à Lê Huệ sai số điện thoại rồi. Lê Huệ này 0168 950 509 5098. Ok nha, em sửa lại rồi chị Huệ nhá. Em sửa lại rồi ạ. Tính như là lấy áo của em 110k thì chốt luôn em 3 màu nhá. 3 màu luôn nha các chị nha. 60 kg độ lại hoàn thoải mái nhá. Áo là 110k thì dung ạ, có 3 màu cơ em ơi. Có hẳn 3 màu cơ, 110k nhá. Em yêu lấy màu nào thì chốt màu cùng số điện thoại cho chị nhá. Mặc chân váy quần đều rất là đẹp luôn nha em nhá. Đây ạ. 110k áo. Còn đây là chị lấy mặc màu nâu này. Ai mà chốt áo này thì cứ chốt hộ em nha. Áo này nhà em còn hàng nha. Áo này nhà em còn hàng. Màu nâu này hàng này 150 này các chị này. Hàng 150 nha. Đấy. Em mặc cái màu nâu này cho các chị xem nhá. 150 chất rất là đẹp luôn các chị ạ. Chất mềm mịn đẹp luôn nhá. Lên thử lên nâu 150 đi. Bên này này. Đây em bỏ tay xuống cho các chị xem ống tay của nó. Đường sọc hai bên này nhá. Sọc hai bên trẻ trung nhá. Ai lấy màu nào chốt em màu của số điện thoại đi. Màu nâu đây ạ. À. Đằng trước đằng sau nó trơn hết mài rồi. Đằng sau nó trơn hết nhá. Hàng này đắt hơn, hàng này là 150 chất nó dày dặn, đẹp hơn, mịn hơn các chị ạ. À. Dày đẹp mịn luôn. Sờ mềm cực kỳ luôn ạ. À. Len mịn lắm các chị ơi. Đây ạ, à, màu nâu đây nhá. Màu nâu. Tay bo như thế này ạ, à, tay bo như thế này. Màu nâu này rất là tây này các chị này. Chị nào mà thích thì mặc xuông xuống, không thì gấp gấu lên cho em được nhá. Không thì gấp một gấu lên, không thì thả luôn gấu này này các chị này. Đấy. 110k một cái ạ. À quên, 150k một cái. Ai à, đẹp cho các chị luôn nhá. Đỏ và nâu hai màu dễ mặc mà cực kỳ là phối đồ, dễ phối đồ luôn. Cao 1m67 mặc được mà không ngắn đâu chị Hồng Minh ơi. Cái áo len này thoải mái luôn, chiều cao nào cũng mặc được luôn chị ạ. Không ngắn chút nào luôn. Hiền ơi, hôm nay chị không like áo phao hay áo xạ đâu. Chị ơi, có áo len cổ lọ. Chị không có áo len cổ lọ đâu. Tầm này chưa có áo len cổ lọ đâu em yêu ạ. Nó còn nóng quá. Còn nóng quá chị chưa là áo len cổ lọ đâu. Cái áo len này thực ra thì áo len cổ lọ thì mặc rất là khó chịu luôn ấy. Khi nào mà thời tiết nó phải thực sự lạnh thì mình mới dùng đến. Chứ không bình thường mặc áo len này là ấm lắm rồi mà nó còn thời trang, còn đẹp em ạ. Có hai màu nhá. Các
chị lấy màu nào thì chị cần chốt hộ em màu cộng số điện thoại thôi nhá. Màu cộng số điện thoại thôi em chốt hàng cho các chị luôn. Chị lấy cái nâu tây nhé. Ok em chốt cho Hồng Minh một cái nâu tây nhá. Cái này em không có nhiều đâu Hồng Minh ạ. Em chỉ còn khoảng 4-5 cái thôi. Đợi em một phút này, em chốt cho chị luôn này. Đợi em một phút em chốt cho Hồng Minh luôn. Nâu tây. Đây Hồng Minh lấy nâu tây nhá. À mặc thoải mái chị thắm. Đinh ơi, Đinh thắm ơi, mặc thoải mái nhá. Ơ chị vừa lai lai dáng dài đấy. Chiều Yên Bái nhá. Chiều Yên Bái. Đây này còn có mấy cái thôi, có 5 cái nâu tây thôi. Ai lấy thì em chốt cho luôn. Màu nâu này nó nâu nâu đẹp lắm. Nâu đẹp lắm các chị. Xem cái nâu tây ok, chốt cho Linh Diệu nâu tây này, chốt cho chị Hồng Minh nhá. Có 5 cái thôi. Ai lấy thì em chốt nhanh cho. Ok, cho Vân Lê một cái này, Hồng Minh này. 150 nhá các tình yêu ơi, 150 nhá. 150 xong cái màu này em mặc màu đỏ cho các chị xem luôn. 0915. Mặc chân váy xòe và mặc quần đều đẹp nhá. Mặc chân váy xòe quần đều rất là đẹp luôn. 192364. 192 này, 364 này. Ok này, chốt cho Hồng Minh này. Em chốt cho Linh Diệu này. Linh Diệu nhá, 150 nhá các tình yêu ơi, để ý số tiền của em mỗi loại một giá khác nhau không giống nhau đâu. Chốt cho Linh Diệu này. Linh Diệu 0962 0962 ạ. 0962 105451. 105 này, 451 này. Ok Linh Diệu này. Chốt cho Linh Diệu này. Chốt cho Vân Lê này. Chốt cho Vân Lê một cái nhá. Hồng Liên ơi, cho em xin số điện thoại đi. Hồng Liên yêu quý, cho em xin số điện thoại đi ạ. Chốt cho Vân Lê này. 150 còn 2 cái thôi. Một cái em đang mặc, một cái tình yêu nào lấy cho luôn đi. 0984 này. 0984 581409 581 này. 409 này. Ok Vân Lê nhá, em chốt cho Vân Lê rồi nhá. Hồng cho chị cái nâu tây. À ok, em cất cho Hồng Liên một cái nhá. Cứ cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Một cái em đang mặc, còn một cái duy nhất em đang mặc thôi. Ai lấy thì chốt luôn em nhá. 150 nhá. Ai lấy thì chốt luôn rồi em. Em cất cho Hồng Liên một cái này. Chị yêu xem xin số điện thoại đi. Em ghi là qua lấy nhá. Hồng Liên này. Chị Hồng Liên ơi, cho em xin số điện thoại đi ạ. Còn một cái nâu tây duy nhất luôn. Còn một cái duy nhất thôi. Ai lấy thì chốt luôn rồi em nhá. Ok chị Hồng Liên. 0986 0986 09. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thu nha, thank you chị nha. Chị ơi mua áo len đi ạ. 0986 791 469. 791 này, 469. Ok này, Hồng Liên qua lấy này. Thank you chị Thu rất là nhiều. Còn một cái nâu duy nhất thôi. Ai lấy thì em chốt cho luôn nhá. Còn một cái nâu tây duy nhất thôi ạ. Màu nâu Hương Thu. Hương Thu là dồn đơn à? Hương Thu lấy cái gì mà dồn đơn đấy nhờ Hương Thu ơi. Ok nha, em chốt cho Hương Thu nhá. Hương Thu số điện thoại là 6063 ấy. Hương Thu. Đấy, cứ ở đây. Ok nha, em chốt cho Hương Thu. Nốt cái này là hết. Ok, em chuyển sang màu đỏ này các chị ơi. Em chuyển sang màu đỏ nhá. Hương Thu. Đỏ này có mấy cái thôi. Đỏ này còn có mấy cái thôi ạ. Cô mặc cái váy đẹp. Màu đỏ này các chế ơi. Cho chị một len màu xanh 29. À Lương Nghiệm, em chốt cho chị rồi nhưng mà từ đến giờ em chưa có cho chị số điện thoại ấy. Chị chưa cho em số điện thoại. Vâng em cảm ơn chị ạ. Hương Thu. Ok em chốt cho Hương Thu rồi nhá. Bây giờ còn màu đỏ này thì yêu nào lấy thì chốt luôn này. Màu đỏ này các chị ơi, màu đỏ đấy ạ. Ai lấy thì ok chốt hộ em nhá. Đỏ em còn có mấy cái thôi. Đỏ này còn có mấy cái thôi nhá. 4 cái đỏ thôi ạ. 4 cái đỏ thôi. Thanh Thế làm nhanh tay nhất ạ. Thanh Thế yêu làm nhanh tay nhất là chốt nốt 4 cái màu đỏ cho em nào. Để chuyển sang kiểu khác cho các chị yêu nào. Đây ạ. Đây.
đơn. Ok, em tìm thấy đơn của chị rồi. Ok, áo len V, ok ạ. Chị Lương Nghiệm lấy một bộ xanh hàng 290 cho em xin số điện thoại đi. Hàng 290 cho em xin số điện thoại. Còn cái này là 150 nha các chị nha. Cái này là 150 nha, màu đỏ đen này các chị này, màu đỏ đen này. Sọc đen ở tay này và sọc đen ở gấu này. Đẹp luôn nhá. Sọc đen ở tay và sọc đen ở gấu luôn. Chất mềm đẹp lắm các chị ơi. Chất mềm rất là đẹp luôn. 150 quá đẹp luôn này các chị này. Các chị thấy em mặc với chân váy đẹp chưa? Mặc chân váy cũng đẹp mà mặc quần legging cũng đẹp nhá. Áo len V, ok, em tìm thấy rồi chị ơi. Chị Lương Nghiệm ơi, chị chốt một bộ màu xanh thì chị phải cho em số điện thoại, em mới chốt hàng cho chị yêu được ạ. 3m68 mặc được nhá. Chị ơi, một bộ xanh và một cái đỏ này cho em xin số điện thoại đi. Không có số điện thoại em không chốt hàng cho các tình yêu được đâu nhá. Không có số điện thoại thì em không thể chốt hàng được đâu. Màu đỏ em còn đúng 4 cái màu đỏ rồi. Chị nào nhanh tay cho số điện thoại thì em chốt luôn. Còn không thì không có hàng đâu nhá. Linh Nghiệm còn lấy xem số điện thoại. Linh chị ơi, không ngắn chút nào đâu. Trời ơi, cái len này nó dài thoải mái, chị mặc luôn. Không sợ ngắn luôn nhá. Không sợ ngắn luôn chị ạ. Len này dễ mặc lắm. Chị ơi, bán mốt chị đeo không chị? Không. À ok, Linh Nghiệm này này. Một áo len đỏ và một bộ xanh đúng không chị? Em cho chị nhá. Một bộ xanh này, một áo len đỏ này, ok chị luôn này. Anh kêu chị nhá. Áo len nó đang mặc là 180k. Cái bốt này chị mặc đi mấy năm rồi đây Vân ơi? Cái áo này chị mặc đi mấy năm rồi Khánh Ly ạ? Em chào chị Phạm Yến nhá. Ok chị, 0368463424. Ok nha, em cho chị một áo len đỏ. Có màu khác không ạ? À? Hết sạch rồi, còn có 3 cái màu đỏ này thôi. Chị yêu nào lấy thì chốt luôn, không là cũng hết luôn đấy. Còn đúng 3 cái màu đỏ này luôn. Hen len cực kỳ khan hiếm luôn. Len đẹp luôn và có 150k thôi các chị ạ. Bình thường các chị phải mua áo len mấy trăm nghìn luôn đấy. Bình thường mua áo len mấy trăm nghìn luôn, không có cái giá này đâu. Ok, Lương Nghiệm. Lương Nghiệm. Lương Nghiệm lúc này máy điện thoại chị bị ấy ạ? À? Bị hết pin hay là bị out ra? Em hỏi số điện thoại mà không thấy. Bộ là phải len nhá chị Hồng Vân nhá, bộ là bộ len. Bộ là bộ len hàng 290 ạ, 290. Ok, Lương Nghiệm này. 0368 áo len đang mặc còn đúng 3 cái nhá. Còn đúng 3 cái thôi nhá các chị yêu ơi. 0368463. Áo em đang mặc là 150 nhá Trần Thảo nhá, còn đúng 3 cái thôi. 0354 50 Linh Trang ơi, à quên, 150 chơi á, 0368463 463 0368463424. Ok Linh Nghiệm này, chị Trang Linh Nghiệm, chị ơi, chị mặc vừa đấy, Linh Trang ơi, chị mặc vừa đấy ạ. 58 thì mới sợ, vừa mà chị Tươi ơi, vừa mà. 6 3 4 6 3 4 2 1. Ok, có màu này thôi còn đúng màu. Em chốt cho chị Tươi nhá, chị Tươi ơi, em chốt cho chị Tươi nhá, chốt cho chị Tươi một cái màu đỏ nhá. Chị Tươi có lấy thì cho em xin số điện thoại ạ. Nó là áo len chị yêu ơi, nó là áo len hàng 150 ạ. Nó là áo len luôn ạ, áo len luôn. Đây là em mặc váy thôi, các chị thích mặc quần cũng được nhá, các chị thích mặc quần cũng được các chị ạ. Đây là em đang mặc váy, đằng trước đằng sau này cả gấu và tay nó đều có viền này các chị này, viền bo luôn này. Còn đúng 3 cái màu đỏ luôn nhá Trần Thảo nhá. Có màu đỏ thôi ạ. À. Có màu đỏ thôi, không có màu nào đâu. Có đúng màu đỏ thôi. Đúng màu đỏ thôi đó chị nha. Có đúng màu đỏ thôi ạ. Uống nước không mẹ thôi. Ai lấy thì chốt với em nha. Đúng 3 cái màu đỏ nữa thôi, len rất là mịn đẹp luôn các chị ạ. À. Mịn đẹp, dày dặn đẹp luôn nhá. Bao đẹp cho các chế luôn nha. Ok, cho em lại số điện thoại đi chị Tươi yêu quý ơi. Chốt cho chị Tươi một cái là còn 2 cái nhá. Chốt cho chị Tươi một cái là còn 2 cái thôi. Chị Tươi cho em xin lại số điện thoại đi ạ. Nguyễn Tươi này. Ok chị Tươi nhá, cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Cho em xin lại số điện thoại đi, em chốt hàng cho chị. Đấy, 2 cái rất là đẹp luôn. Thế luôn với chị làm len này nó mềm lắm. Chị lấy màu đỏ nhá. Linh Trang lấy màu đỏ nha, ok. Chốt cho chị Linh Trang màu đỏ. Đơn nhỉ quá. Hóa đơn là tí.
Phạm Hòa màu đỏ nó là hết này. Chị Tươi cho em xin số điện thoại này. Linh Trang, Linh Trang có số rồi này. Ok, chị Linh Trang. Linh Trang. Phạm Hòa nó hết màu đỏ nha. Em cho Phạm Hòa. Phạm Hòa nó hết. Chị Tươi cho em số điện thoại đi. Chị Tươi yêu quý ơi. Linh Trang này. Linh Trang lấy đỏ nha chị ơi. Gửi cùng bộ Puma á. Bộ Puma hình như là không biết đơn đi chưa ấy chị yêu ạ. Chị ơi, nếu mà chốt là đi rồi đấy. Em sợ là không để đơn lại đâu. Chị đặt lúc nào ạ? Em chưa có áo dạ đâu chị yêu ơi. Phạm Hoa này. Chị cứ cho em lại số điện thoại đi nhá. Cho Phạm Hoa nhà là hết áo này. 0946 ạ. 0946 326 884. 326 này 884. Ok hết luôn này. Em chưa có dạ chị Tươi, cứ cho em xin số điện thoại đi xong em mới biết dồn đơn được chứ không. Nó nhiều đơn lắm, không không biết cái nào của ai đâu chị ạ. Không biết của ai chứ của ai để dồn đâu. Bên này đã có số điện thoại đây. Không nên sang có của khách quen. Ok chị nhá. Khách quen để qua đây đi. Mẹ cứ để lại. Ok, để em cứ cắt cho chị nhá. Rồi khi nào mà lấy. Em đưa lên tiếp lên đỏ 150 cho các chị này. Lên 150 tiếp lên này các chị này. Lên mũ này đẹp lắm này. Mặc được mà chị, mặc được ạ. Em ơi, 150 mà hết rồi. Ok chị Tươi nhá. 150 nhà hết rồi, bây giờ còn cái này thôi. Cái này cũng 150 luôn này. Đây chưa? Cái này cũng 150 luôn này các tí yêu ơi. Lúc chiều chị đặt bộ, giờ chị đặt mẫu nâu tây một cái nữa em gửi chung luôn nhỉ. Linh Diệu à, lúc chiều đặt bộ à? Linh Diệu là tìm đơn cho Linh Diệu để dồn đơn bộ chiều. Linh Diệu. Ok chị nhá, em tuyển đơn xong là em dồn cho chị, sợ là đơn đi rồi cơ. 0393 919983 919983 này. Dồn dồn đơn bộ nhá, lại tìm vợ Linh Triệu vừa lấy. Linh Triệu đi để tìm cái luôn để mọi người biết rồi. Ok nhá, bây giờ chị tìm đơn của em rồi chị dồn nhá. 150 này, hàng len mũ này đẹp luôn này các tí yêu ơi. Bao đẹp cho các chế luôn nhá. Đấy các chị kể cho em chưa? Cái này có 1 2 3 4 cái luôn. Cái này có 4 cái thôi các chị ơi, vừa có 4 cái thôi nha, ai lấy thì chốt hộ em nha, tay sọc này. Dáng rất là đẹp luôn, dáng rất là khỏe đẹp luôn này các chị nhá. 150 nha, 150 nha. Phần bo tay của nó đây nha các chị ạ. Phần bo tay của nó đây này. Len mịn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, ai lấy thì chốt hộ em nha. Ồ, đẹp quá. Đẹp quá luôn đấy các chị ạ. Đây ạ. Hello mọi người. Ai lấy len này không thì chốt em nha. Đấy, mũ bỏ ra như là thành cổ đẹp luôn này các chị. Không cần đội vào thôi, thành cổ đẹp luôn. Đẹp quá chị nhỏ, đẹp nhỏ, em thích cái áo len này rồi đấy. Mặc cái chân váy rất là đẹp luôn. Mặc rất là chân váy rất là đẹp luôn này các chị này. Đấy, 62kg á. 62kg, cái này em chỉ chốt cho tầm. Thực ra áo len là vừa nhưng mà riêng cái này phải mặc rộng rộng một chút. 62kg mặc hơi chật. Ok, chốt cho tóc xù cái này nhá. Màu len đỏ này nhá, tóc xù nhá. Cái này có 4 cái thôi, chị yêu là lấy chốt nhanh nhá. Cái này có 4 cái thôi. Yêu là lấy chốt nhanh hộ em. Len thích lắm ấy các chị ạ. Len rất là thích luôn. Vâng, em cảm ơn chị nhá. Thank you. Em tại chị ơi em nhiều việc quá. Em nhiều việc quá chị Đại ạ, tại vì là không bạn thì nhỏ bạn ấy giúp em. Chứ một mình em thì em nhiều việc giải quyết nhiều vấn đề lắm chị ạ. Ok nha, chốt cho tóc xù này. Chốt cho tóc xù một cái len 150 luôn này. Váy len á, chị vừa lên ấy. Lát nữa chị còn mấy cái váy len thì chị cho em xem nhá. Tóc xù này. Tóc xù 150 thôi, các tình yêu ơi. Nó đẹp xuất sắc như thế này mà. Nó đẹp xuất sắc như thế này. Tóc xù này 150 0987 0987 ạ.
0987 này, 176236, 176 này, 236, 0987, 176236, ok đây, nhá. Đây, đây. Không phải. Đưa đây đúng không? Sinh rượu. Nhưng mà nuôi này khác. Đúng rồi, không phải đấy, cái đấy là để đấy chữ tươi mà. À đây là chữ tươi. Đây là hôm qua các bạn. Đâu đi rồi cái gì? Chị cảm ơn em nha, mọi người cứ ủng hộ cảm ơn Tóc Xù nha. Dồn đơn bộ lúc chiều. Cứ để đến mai các em tự tìm. Ok. Đâu em, cái len này đẹp luôn em ạ. À, cái len này đẹp luôn. Đấy, len này rất là đẹp luôn ấy. Ôi cảm ơn các tình yêu của em nha. Thế thì lần này em phải chăm chỉ lên sóng hơn thôi. Em phải chăm chỉ lên sóng hơn thôi các chị ạ. Đây ạ, màu đỏ đây các chị ơi, màu đỏ đây ạ. 60 cân cái này em sợ. Áo đẹp thế, đẹp lắm Hiền ơi. 60 cân em sợ là hơi kích đấy chị yêu ạ. Tại vì thực ra thì áo len mặc kiểu nào cũng vừa, nhưng mà em muốn các chị mặc đẹp cơ. 60 cân nó không lên được cái form thể thao luôn. Chị mà 60 cân nó mặc vào nó thành body ấy, em sợ không đẹp. Nên là thôi em không chốt cho chị Duyên đâu nhá. Em không chốt cho chị Duyên đâu. Em chốt cho các chị 55kg đổ lại đi. 55kg đổ lại đi cho nó đẹp nhá. Hiền có lấy áo này không? Trời ơi sao mà em này nó đẹp thế này. Hiền ơi chị đội mũ lên cho Hiền xem này. Đội mũ lên cho Hiền xem này. Đấy. Ok nhá, cái váy của chị nó phải mặc lên mới đẹp cơ. Cái váy của chị nó phải mặc lên. Dơ lên thì nó hơi, nó không nhìn thấy cái đẹp của nó đâu em ạ. Áo là 150, Phương Anh Lê có lấy không em tồn đơn cho ạ. Em còn 3 cái thôi nha các chế nha, 3 cái rồi. 150k. Bao đẹp cho các chị luôn. Bao đẹp cho các chị luôn này, các chị nhìn thấy không? Len có mướt mượt mượt như thế này luôn. Đẹp lắm. Có 150k một cái áo len có mũ này thôi nhá. Ok, chốt hai con gái này. Hai con gái lần trước lấy hàng của chị rồi đúng không? Nhưng mà không biết là có gọi được không nhỉ? Chị nhận áo rồi. Em cảm ơn chị Thu nha. Thank you chị Thu ạ. À, nhận được áo gạo rồi, đẹp lắm ạ chị. Ok chị nhá. Chị chỉ có màu này thôi Hiền ơi. Có đúng màu đỏ này luôn mà sao hết rồi, còn đúng hai cái. Ba cái. Màu khác không có đâu chị Phương Anh ơi. Màu khác không có đâu ạ. Hai con gái, ok này, chốt cho hai con gái này. Hai con gái nhà em lại là hai con trai đấy chị ạ. Hai con gái. 0963 0963 0963. Em chào Lisa nhá. Nhận hàng rồi, vâng, thank you chị ạ. Nhận hàng rồi, 0963 908 931 908 này, 931, ok, hai con gái nhá. 0963 908 931. Chị vừa không em ai nhỉ? Lại chốt à? Chị Đại ơi, chị mặc thì mặc được, nhưng mà chị có thích mặc rộng như em không thôi chị ạ. À, chị mặc được nhưng mà chị có thích mặc rộng như em không? Cái này nó tin tin đấy chị yêu ạ. À, cái này nó tin tin một chút đấy. Đấy. Hiền Hiền ơi, lại chốt à? Linh ok. Hiền tìm trả thế thôi mà. Thế à, thấy Linh Diệu có khi đi rồi đấy. Đi rồi, không có. Ok, chốt cho Hiền một cái đấy nhá mẹ. Từ túi lên Hiền có một bọc ở trên như này. Mấy cái trên như này thì túi lên Hiền. Ok, cho Hiền một cái này, còn một cái này chị ơi. Chị có thích mặc rộng như em thì mặc được chị nhá, chị Đại nhá. Thế mà mặc rộng như em thì mặc được. Đây Hiền đây. Đi nhiều đúng không? Đằng nào cũng phải mua mà Hiền. Kiểu gì cũng phải mua, nhưng mà thề luôn ạ. À, em mặc cái này với quần short ấy. Mặc cái này với quần short cũng đẹp lắm các chị nhá. Các chị yêu là mặc cái len có mũ này với quần short cũng rất là xinh luôn. Còn một cái em đang mặc vào một cái nai này này các chị này. Còn một cái em đang mặc vào một cái giống hệt nhau. Giống hệt nhau nhưng nó chỉ khác cái là cái này có chữ nai nhá. Nai nai. Đấy, và cái này là cái chữ gì đây em không biết, nó là chữ gì luôn. Và cái này là chữ nai này, đấy. Tình yêu nào lấy cái nào thì chốt của em nhá. Còn hai áo len đỏ thôi. 150 nhá Loan Đào ơi, em còn một nai và một chữ đen nhá. Một nai và một chữ đen các chị yêu. Chốt đỏ nào thì ghi là nai hoặc đen chữ này, đen chữ nai này. Chốt kiểu gì nhỉ? Mua nhiều quá hết tháng lương thì sao? Hết lại có em ạ, à, không lo đâu. Trời ơi, mình làm ra tiền thì mình phải để phục vụ bản thân mình chứ. Mình phải tự thưởng cho mình chứ em ơi. Làm ra tiền mà cứ để đấy thì chán lắm, vô vị lắm. Thôi cứ tiêu đi. Thủy Trần ạ, à, ok, Thủy Trần lấy áo em đang mặc nhá. Em cho Thủy Trần áo đen đang mặc nốt cái nhá. Em cho em chuyển sang cái áo nai này cho các chị yêu nhá. Cho nó cho Thủy Trần này, là hết luôn này. Hết luôn áo này này. Một cái nai này này, một cái áo hình chữ nai này cũng đẹp lắm này các tình yêu này. Nhưng mà đây con chưa đi cho chị Trần.
nai trắng này, nai trắng này, còn một cái này, nai đỏ trắng này, các tiền chế này, nai đỏ trắng này. Đấy, cái này cũng đẹp lắm. Thề luôn với các chị là cái này cũng rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp chưa? Đỏ đang mặc ok nhá. Đỏ đang mặc có bây giờ chỉ có một đỏ nai này thôi, các chị ấy chế yêu nhá. Còn một đỏ nai này thôi nhá. Chế nào lấy thì chốt cho em nhá. Em chốt cho Thủy Trần này. Thủy Trần này. Hết luôn rồi. Trong này không lạnh mà cứ mua kiểu này chắc để dành sang năm. Quá chị Phương ơi. Trong này không lạnh mà Hiền toàn mua đồ mùa đông đấy Hiền ơi. Đẹp lắm ấy chị Dung Cao ạ. Đẹp lắm, em còn một cái nai này thôi. Chị yêu nào lấy thì chốt đi. Thủy Trần này 0168. 0168 0168 832-2411 832 này 2411. Ok Thủy Trần nhá. 0168 ạ. 832-2411 em chốt cho chị. Nai, nai có đúng kiểu này thôi em ơi. Không có màu khác đâu mà chỉ còn đúng một cái luôn ấy. Chỉ còn đúng một cái luôn. Hà Lê có lấy không em yêu? Thủy Trần này. Đây, nai này nó cũng có cái đẹp của nó đấy. Nai kẻ viên trắng này này, đẹp lắm. Bao giờ bạn có màu? Bạn. Tại em thấy đẹp mà ưng chị bà. Thank you em nhé. Thank you Hiền nha. Bạn có màu không bạn? Cái gì bao nhiêu bạn có màu không bạn? À 150k em còn duy nhất một cái thôi các chế nhá. Em còn duy nhất một cái thôi. Thế luôn với các chị là không có cái thứ hai luôn. Không có cái thứ hai luôn ấy. Còn đúng một cái. Xong kiểu này là hết luôn này. Xong kiểu này là hết luôn này. Đấy các chị thấy chưa? Đẹp lắm. Cái này mà mặc quần sóc lên cũng đẹp nhá các chị nhá. Mặc quần sóc hoặc mặc chân váy lên. Hoặc là các chị mặc cái quần jean rách rách ấy. Quần jean rách rách ấy. Mix đồ rất là thể thao luôn ấy các chị ạ. Rất là thể thao. Đi bốt cổ ngắn hoặc là đi giày thể thao cho em nhá. Không có màu khác đâu chị Thanh Sơn, thì em còn duy nhất một cái len nai này thôi nhá. 150k một cái duy nhất thôi các tình yêu nhá. Một cái duy nhất luôn. Len nai. Ở đây xong nhà. Phong Khánh ơi. Phong Khánh ơi. Phong Khánh ơi. Con thay quần áo đi cô Hà cho đi siêu thị chơi kìa. Phong Khánh ơi. Phong Khánh. Một cái đỏ luôn, các chị yêu nào lấy thì chốt của em đi. Các chị yêu nào lấy thì chốt luôn của em đi nha. Hết sạch thành thanh luôn nha. Hết sạch thành thanh luôn. Một cái duy nhất. Màu này đẹp mà các chị. Màu đỏ này rất là đẹp luôn. Mẹ ra thay quần áo cho các chị. 62 cân 1m55 Hải Yến ơi. 62 cân 1m55 chị nói thật luôn là mặc không đẹp. Mặc không đẹp đâu Yến đừng mua nhá. 62 cân 1 mét, con đi lên bà thay quần áo cho. Thay quần áo, ai mặc thế thì lát. Thay quần áo đi, buồn cười lắm. Mà nên thay cho bộ thế nào. Đi chơi thì sao tí ạ, cho con mua đồ gì ăn luôn nhá. Dạ. Đưa cho cô Hà. Áo đỏ là 150k nha anh Như ơi. Chị Hải Yến ơi, Hải Yến ơi chị bảo em này. Cái này thì nó co giãn mặc vừa thôi nhưng mà mặc vào nó thành body ấy. Ví dụ em 62 cân em mặc vào body này không đẹp đâu. Mặc phải suông suông ra nhá. Em chào chị Doãn Tình nhá. Chào các chế yêu của em nhá. Chào các tình yêu của em nhá. Mọi người vào chia sẻ bài của em đi. Một cái duy nhất anh Thư, anh Như có lấy thì chị chốt cho. Anh Như có lấy thì chị chốt cho để chị chuyển sang kiểu khác đây. Em bán lên đồng giá cho các chị luôn, 150 luôn ấy. Bốn mươi lăm cân mét 50 mặc như chị luôn này em ơi. 45 cân mét 50 du bích thanh nhỉ, du bích thanh nhỉ. Cho em Phong đi chơi với con nhá. Khang vào đây cô xem nào. 45 cân 1m50 nhá, mặc như chị mặc luôn. Chị 1m53 và chị 44 cân. Chị 1m53, chị 44 cân. Áo này chị chốt cho 55 cân đổ lại thôi. Ai lấy thì chốt nó thôi em đi. Đừng để một cái lẻ loi như thế này. Em thấy tội nghiệp nó quá. Đừng để một cái lẻ loi như thế này mà nó đẹp như thế này mà. Nai nai đẹp như thế này. Thanh Sơn à, ok chốt cho Thanh Sơn là hết nhá. Em chốt cho Thanh Sơn nhá. Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Sơn đúng không? Sao hai đứa đi nhá. Cứt ai? Khải nhá. Ốp Khải.
hắn làm sao ấy. Xem máy tính. Tắt đi, để đấy là tắt. Không cho chơi ạ. Khánh ơi tắt ngay máy tính cho mẹ nhá. Ok em chốt cho chị nhá. Du Bích Thanh ơi chị chốt cho Thanh Sơn rồi. Em yêu ơi chốt cho Thanh Sơn rồi. Em phải chốt ngay chị hết rồi. Đợi cái khác đi nhá. Ghi số của Du Bích Thanh vào đây, nếu mà mai chị gọi cho Thanh Sơn không được chị gọi cho em nhá. Gọi cho Thanh Sơn mà không được sẽ gọi luôn cho Du Bích Thanh. 69678678 086866978. Ok, chốt cho Thanh Sơn. Nhưng mà nếu mà mai mà Thanh Sơn không gọi được thì chị sẽ gọi cho Du Bích nhá. Du Bích kìa. Tại vì hết rồi, không còn đâu, bác sĩ ạ, à, không còn đâu. Lên một cái len này là 160, len này dày lắm. Dày lắm, 160 nhá các chế nhá, 160. Cái này á, các chị yêu ơi, 60-65 cân bon chen được của em nhá. 60-65 cân trở xuống nhá. Đây, đợi em chút. Ok, cái len này thì nó cực kỳ là rộng luôn. 65 cân đổ lại mặc vừa. Em mặc thì nó như bơi trong áo, nhưng mà em lại hay thích mặc cái kiểu như rộng rộng một chút ấy, không thích mặc body cả đâu. Trời ơi, cái len này dành cho các chế nào to to một chút cơ. Dành cho chị nào to to một chút cơ. Len báo này, len báo này các chị này. Đấy, ai lấy len báo cho em hàng 160 nhá. Hàng 160 nhá các tình yêu nhá. Len này 65 cân đổ lại mặc thoải mái nhá. Em có hai màu đỏ và ghi nhá. Mọi người ơi, đỏ và ghi, chào Phương Thu nhá. Chào các chị yêu luôn. Đỏ và ghi này. Đây đỏ và ghi, cái màu ghi của nó là ghi báo đâu nhỉ? Hello mọi người nha, đây ạ, đỏ và ghi. Hàng này là 160 nhá các chị ơi. Hàng này là 160, chất nó dày lắm. Chất nó dày lắm. Đây là dày đẹp mịn lắm này các chị này. Dày lắm luôn nhá. Cái này em chỉ chốt cho từ 50 cân đến 65 cân thôi. Em 45 cân nên mặc rộng lắm. 50 cân đến 65 cân nhá. 160 nhá các chế nhá. Ai lấy màu nào thì chốt hộ em nhá. Ai lấy màu nào thì chốt hộ em này. Ghi và đỏ này. Nó có ghi và đỏ. Ghi đỏ và một cái màu be. Ghi đỏ và duy nhất một cái màu be này. Đấy cho chị yêu nào đặt hàng này. Ghi đỏ và be thì như là cái gì? Hết rồi chị Thu ơi. Còn cái len nào không chị? Bây giờ em mới bảo Mi Hà ơi, chị hết sạch sành xanh luôn. Len đấy đẹp thật đấy. Len đấy rất là đẹp luôn. Mình hết sạch sành xanh luôn rồi. Đây này chị này. Chị nào mà 60-61-62 cân, Hải Yến lấy màu be nhá. Màu be có đúng một cái Hải Yến ơi. Màu be chị có đúng một cái này. Ok chị chốt cho Hải Yến màu be nhá. Trời ơi sao mà tinh mắt thế. Trong các màu chị cũng thích kết màu này luôn. Sao mà tinh mắt thế. Chốt cho Hải Yến nha, lên này 160 nha em yêu nha. Lên này 160 này, chốt cho Hải Yến này. Hải Yến đâu còn em còn đỏ với ghi thôi. Hải Yến này đang tìm đơn của Hải Yến này để dồn vào đây. Đây Hải Yến đây, Hải Yến đây, ok nhá. Cứ cho Hải Yến nốt cái len màu be cái này nhá các chị ơi. 50 cân đến 65 cân hết be rồi chị Nhung ơi, hết be rồi. Em còn ghi với đỏ thôi ạ. Có đúng một cái be thôi mà không biết tự dưng là nó lại sao lại có đúng một cái be. Đây, còn ghi với đỏ này, hàng 160 này, chị ơi, hai màu này cũng đẹp mà. Hai màu này cũng đẹp mà chị nhá. Ghi với đỏ nhá, ai lấy màu nào thì chốt hộ em. Cái hàng này là hàng 160k. Chất dày lắm các chị ạ, chất dày lắm. Các chị mà 60-65 cân mặc thoải mái luôn nhá.
60-65 cân mặc thoải mái luôn. Nó rộng lắm các chị ạ. Nó rộng lắm nha. Ai lấy đi chỗ hộ em nha. Chị có lấy màu ghi không chị Nhung ơi? Có lấy màu ghi hoặc màu đỏ không? Màu be em hết mất rồi. Màu be em hết mất rồi ạ. Em chỉ còn ghi với lại đấy thôi. Ghi với đỏ thôi chị Nhung ạ. Các chị mặc thoải mái luôn, rộng lắm. Rộng lắm, em chốt cho 50-65 cân nhá. 50 cân đến 65 cân nha các chị nhá. Chị nào mặc to to mặc rất là đẹp luôn ấy. Chẳng qua là em bé quá, em mặc nhìn nó rộng thôi. Đẹp 160 nha các chị ấy nhá. 50 cân đến 60 cân, 65 cân. 50 cân đến 65 cân ạ, à, em còn đúng mấy cái thôi. Còn 5 đỏ và 5 ghi, màu ghi này cũng đẹp này. Màu ghi báo này cũng đẹp này các chị này. Đấy, báo này cũng đẹp nhá. Ai lấy màu này thì chốt hộ em nhá. Ai lấy màu này thì chốt hộ em nhá. Ghi hoặc là nóng quá các chị ơi, nói lên là rất là nóng luôn. Chị ơi, chị chuyển sang đỏ hoặc là ghi cho em được không? Chị chuyển sang đỏ hoặc ghi cho em được không chị yêu? Đỏ hoặc ghi này, bao đẹp cho các chế luôn này. Đấy, đẹp lắm luôn. Ai lấy đỏ hoặc ghi thì chốt hộ em nha. Ai lấy đỏ hoặc ghi thì chốt hộ em nhá. 160k, chốt cho các chị từ 50 cân đến 65 cân luôn. 50 cân đến 65 cân luôn. Bao đẹp cho các chị luôn nha. Đẹp lắm. Mà em mặc nó hơi rộng. Em mặc nó hơi rộng thì cảm giác nó thế thôi các chị ạ. Chứ các chị mặc lên thì là vừa đẹp luôn đấy. Thế là gần hết len rồi các chị ơi. Gần hết len rồi, không còn len đâu. Còn mấy cái báo này thôi ạ. Còn mấy cái báo này thôi nha. Nay thay đổi thời tiết hay sao đau đầu. Ơ, mạng sao đấy mọi người, tự dưng ra hết rồi thế này ạ? Mọi người ơi, vào lại cho em đi. Mạng làm sao ấy nhở? Đang chốt mà tự dưng tụt ngủ luôn thế này. Em nhờ chị Tuấn Anh. Em mặc bộ này. Hello mọi người nhá, và chia sẻ bài của em đi. Các chị ơi, để bán tiếp đi, chuẩn bị lên bộ len cho các chị nha. Chuẩn bị lên bộ len cho các tình yêu luôn nha. Đây này, đen xì đây, mọi người ra hết. Em tạm dừng một chút nhá. Em tạm dừng một chút rồi em vào lại nhá các chị.